Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 169. Thần linh thánh vương, ngươi không trốn thoát được đâu. Hỗn thiên chi khí chi thân này của ngươi, linh hồn phân thân của linh hồn phân thân của ngươi mà thôi, thậm chí còn không cách nào hoàn toàn tương liên với bản thể ngươi, đi chết đi. Ngao ngao. Đầu rồng nóng bỏng ngập trời há miệng phun ra một ngụm hỏa viêm khiến vạn vật bị đốt cháy hóa thành hư vô, há miệng cắn xé lấy cái đầu dữ tợn của hỗn độn hung thú kia. Đầu rồng âm hàn thấu xương đồng thời phun ra một ngụm khí tức khiến linh hồn đông cứng, sau đó xé cắn cái đuôi của hỗn độn dị thú. Dung nham hỏa viêm lam sắc trong miệng, lập tức phóng thích ra, dần dần bao bọc lấy hỗn độn hung thú kia. Giống giống. Linh hồn bổn nguyên của hỗn độn hung thú gào thét dãy giụa, nhưng lúc này lại khó mà thoát ra được, trong hai mắt hỗn độn hung thú bắt đầu tràn ra vẻ sợ hãi. Ngao ngao. Long ngâm gào thét. Tiểu long trên trời cao rốt cuộc không cách nào chống cự lại được lực lượng từ thương cổ nữa, kim long chi thân khổng lồ bị thương cổ đánh như muốn hóa thành mảnh vỡ, long huyết rơi vãi xuống mảng lớn trên không. Đi chết đi! Thương cổ cười lạnh, khuôn mặt đạm mạc trêu tức, trong lòng bàn tay có một đạo năng lượng ầm ầm ngưng tụ, sau đó lại lần đã rơi vào trên người tiểu long. Bành bành! Kim long chi thân khổng lồ của tiểu long khổng lồ đâm ngược xuống, cuối cùng rơi khỏi bầu trời. Sau đó trùng trùng điệp điệp cắm vào trên một mảnh sơn mạch bừa bộn. Lực đạo đáng sợ khiến cả ngọn núi khổng lồ sụp đổ, trên vách núi đá cứng rắn lập tức bị một cánh tay tráng kiện cắm vào. Phụt! Hộc ra từng ngụm lớn long huyết, thân hình uể oải của tiểu long giờ đã khó mà cử động được nữa, hai mắt ngưng trọng âm trầm nhìn lên thương cổ trên bầu trời. Đối mặt với cổ nham lão quỷ hắn còn có lực đánh một trận, nhưng giờ ở trước mặt hỗn độn thế giới chi chủ. Hắn không ngờ ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Tiểu tử, đi chết đi. Giữa không trung, thương cổ chỉ lạnh lùng liếc qua tiểu long, trong mắt nổi lên sát ý, thân ảnh khẽ động, như hư vô mờ mịt nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tiểu long, một đạo quyền ấn ngưng tụ đánh về phía đầu tiểu long. Khí tức đã uể oải đến cực hạn của tiểu long chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm vào quyền ấn rơi xuống kia, trong mắt xẹt qua tia hung ác. Chuyện đã đến nước này rồi. Hắn chỉ có toàn lực đánh cược một lần, dốc sức liều mạng thôi. Mạng của hắn, ngươi không lấy được. Ngay thời khắc như ngàn cân treo sợi tóc, ngay khi tiểu long muốn liều mạng chống lại thì một đạo âm thanh hư vô từ sau lưng tiểu long truyền ra. Mà ngay khi quyền ấn của thương cổ sắp đánh tới đầu tiểu long thì hắn đột nhiên biến sắc, đạo quyền ấn kia của hắn lại tiêu tán mất. Một đạo quyền ấn do hỗn độn thế giới chi chủ như ngưng tụ lúc này không ngờ lại biến mất quỷ dị như vậy. Thương cổ kinh hãi, tâm thần và ánh mắt lập tức dò xét khắp bốn phía, nhưng lại cực kỳ quỷ dị, căn bản không thấy bất luận thân ảnh nào cả. Bỗng dưng, ánh mắt thương cổ chợt run lên, nhìn về phía một mảnh hải vực phía trước không xa. Chỗ đó có một tòa đại điện khổng lồ cao V Upsilon, T trong mây, thế như thương long ngẩng đầu. Vào lúc này dưới động tĩnh đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt như thế nhưng đại điện khổng lồ kia vẫn vững như bàn thạch không thể rung chuyển. Trên đại điện, dưới ánh mắt thương cổ, có bốn đạo thú ảnh lăng không mà ra, bốn đạo thú ảnh kia cực kỳ hư ảo, nhưng chính thân hình hư ảo ấy, dù cách nhau hư không nhưng thương cổ vẫn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc. Bốn tồn tại cường hãn kia, lúc trước nếu không phải vào thời viễn cổ hắn đạt được hỗn độn thế giới thì cũng phải kiêng kỵ ba phần. Mà coi như là sau khi hắn nhận được hỗn độn thế giới, chỉ cần không phải đang trong thế giới của hắn thì hắn cũng căn bản không cách nào làm gì được bốn tồn tại cường hãn kia cả. Bốn đạo thú ảnh hư ảo từ từ kéo dài qua trời cao mà đến, vô thanh vô tức, nhưng lại cổ xưa và kinh người như vậy. Bốn đạo thú ảnh hư ảo cũng không phải quá mức khổng lồ, đều chỉ có vài chục trượng. Chính là một đầu cự long màu xanh lộ ra cổ thương chi sắc, một đầu cự hổ màu trắng hung hãn cái thế, một đầu chu tước toàn thân đỏ thẫm khiến cho toàn bộ trời xanh linh vũ thế giới vào thời khắc này cũng đột nhiên xuất hiện dáng đỏ che khuất cả bầu trời, còn có muốn một đầu huyền vũ quy xà tương giao. Bài áp thiên địa, trên mai rùa tràn đầy bí vân rậm rạp cổ xưa, giống như có thể câu thông thiên địa vũ trụ vậy. Bịch bịch, theo bốn thú ảnh này kéo dài qua trời cao xuất hiện, trong linh hoàng nhai và tổ yêu lâm, bốn tộc thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ và vạn thú đều phủ phục trên mặt đất, không ai mà không phủ phục, linh hồn và huyết mạch không cách nào cự tuyệt được. Hư ảnh tứ thú kéo dài qua trời cao, khiến trong chiến trường kịch liệt cũng có vô số ánh mắt kinh hãi nhìn qua. Bốn đạo hư ảnh kia bình tĩnh lướt qua trời cao, xuất hiện trước kim long chi thân cơ hồ đã bị nghiền nát của tiểu long. Tứ tổ thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ.
Bốn đạo thú ảnh kéo dài qua trời cao, Thương Cổ không nhịn được phải nghẹn ngào kêu lên. Bốn tồn tại cường hãn kia hắn đã quá mức quen thuộc rồi, là bốn tồn tại khủng bố mạnh nhất, trung thành nhất bên người Đông Hoàng Thái Huyền. Nếu lúc trước bốn tồn tại cường hãn kia đều có cơ duyên luyện hóa hỗn độn thế giới thì sợ rằng trình độ khủng bố có thể sánh với Thần Linh Thánh Vương và Đế Phách Thiên rồi. Lão đại, người đã đến rồi sao? Ánh mắt Tiểu Long lúc này lại không rơi vào bốn hư ảnh Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ trước, mà suy yếu nhìn chăm chú vào sau lưng hư ảnh Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ như muốn tìm kiếm gì đó vậy. Ta đã trở về. Âm thanh quen thuộc truyền ra. Sau lưng Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ chợt có một thân hình lam bào cao ngất xuất hiện, đứng thẳng với hư ảnh tứ thú Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, lan tràn lấy một cỗ khí tức man hoang thương cổ. Mà theo thân ảnh hư ảo mờ ảo này xuất hiện, cả phiến hư không này đều như run lên, phảng phất như thân ảnh ấy chính là tồn tại duy nhất trong thiên địa, như bàn thạch không cách nào dung chuyển. Thân ảnh hư ảo kia tuy rằng có chút hư ảo, nhưng so với thân hình hư ảo của bốn đạo thú ảnh của Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ lại có vẻ ngưng thực hơn nhiều, hai mắt một đen một trắng, giống như hạo nguyệt diệu nhất luân hồi, đang diễn hóa toàn bộ hắc bạch luân chuyển của thế giới vậy. Lão đại, thật là ngươi trở về rồi. Nhìn qua thân ảnh lam bào cao ngất kia, trong ánh mắt suy yếu của Tiểu Long nhanh chóng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thân ảnh quen thuộc kia, không phải lão đại còn có thể là ai nữa. Giờ phút này, hắn dù suy yếu cũng có thể cảm nhận được, đó là bản thể lão đại trở về rồi. Sau đó khuôn mặt lập tức ngưng trọng, ánh mắt tuôn ra vẻ cực kỳ bi thương nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Lão đại, ta không thể bảo hộ linh vũ thế giới, ngươi trở về là tốt rồi, phải báo thù cho sinh linh linh vũ thế giới đã vẫn lạc. Ta biết rồi, tất cả đã có ta rồi. Lục Lâm Thiên nhìn qua Tiểu Long, nói. Ngươi chớ nói chuyện, trong chúng thần chi mộ bất chu sơn. Tứ tổ Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ hóa thân thiên trận chi môn chấn thủ một đám thế giới chi chủ, nhưng lại để lại một đám tổ hồn, hiện giờ ngươi có lẽ lại có chút lĩnh ngộ a, tổ hồn của Thanh Long Huyền Vũ giao cho ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể đột phá tầng giới hạn kia, đặt chân đến hư vô. Ngao ngao. Theo Lục Lâm Thiên dứt lời, bầu trời liền có tiếng long ngâm quy minh vang vọng. Trong bốn đạo thú ảnh Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ trước người Lục Lâm Thiên, hư ảnh Thanh Long và Huyền Vũ đột nhiên hóa thành hai đạo lưu quang mênh mông, lộ ra khí tức cổ xưa, tiếp sau đó liền tiến vào trong mi tâm Tiểu Long. Lão đại, chờ ta đột phá. Trong ánh mắt bi thống của Tiểu Long cuối cùng tuôn ra tinh mang, lập tức vô lực nhắm lại, máu tươi đầm đìa, kim long chi thân lộ đầy xương trắng liền uể oải nằm trong sơn mạch đổ vỡ, yên lặng như đã vẫn lạc vậy, ngay cả chút khí tức cũng không có. Giống giống. Xì sao. Hổ khiếu tước lệ, hư ảnh Bạch Hổ và hư ảnh Chu Tước yên lặng chờ đợi bên người Tiểu Long. Ngươi là Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Thương Cổ từ sau khi Lục Lâm Thiên xuất hiện vẫn ngơ ngác rơi vào trên người Lục Lâm Thiên, trên thân hình có chút hư ảo kia lại tràn đầy khí tức khiến hắn sợ hãi, khí tức đáng sợ kia coi như là hắn lúc này cũng cảm thấy có chút run rẩy. Khí tức kia cũng khiến Thương Cổ có một loại cảm giác quen thuộc. Thương Cổ dù sao cũng là thế giới chi chủ. Là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa này, bởi vậy dù kinh hãi nhưng cũng lập tức khôi phục lại. Thương Cổ kinh hãi chủ yếu là do sự khủng bố của Đông Hoàng Thái Huyền khi dung hợp với hỗn độn thiên thế giới lúc trước. Mà Lục Lâm Thiên trước mắt này cũng dung hợp hỗn độn thiên thế giới, bởi vậy nên hắn mới vô thức cảm thấy kinh hãi. Đáp đúng rồi. Thân ảnh hư ảo của Lục Lâm Thiên nhìn qua Thương Cổ, chỉ nhàn nhạt liếc qua, sau đó nói. Đánh huynh đệ ta. Xâm phạm linh vũ thế giới ta, coi như ngươi là hỗn độn thế giới chi chủ, hôm nay cũng chết chắc rồi. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, nhớ ngày đó vào thời viễn cổ dù là Đông Hoàng Thái Huyền và Đế Phách Thiên cũng không dám nói những lời này, cũng không có thực lực kia, chỉ bằng ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đã nhận được hỗn độn thế giới liền có thể ngồi ngang hàng với chúng ta sao? Thương Cổ âm trầm cười to, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm. Thân ảnh già nua phất tay mà động. Thủ ấn huyền ảo quỷ dị ngưng tụ, trong nháy mắt ngắn ngủi, một cỗ năng lượng âm hàn mênh mông liền tràn ngập khắp toàn thân, man hoang thương cổ chi khí bao phủ toàn bộ thiên địa, khiến cả thiên địa đều run rẩy bất định. Thủ ấn biến ảo trong ngắn ngủi, năng lượng man hoang thương cổ tràn ngập trước người Thương Cổ trong giây lát liền hội tụ thành một thân ảnh cổ xưa vô cùng khổng lồ, như quỷ không phải quỷ, như Phật không phải Phật, lại có thể quỷ khóc thần khiếu và phạm âm cùng vang. Từ xa nhìn lại tựa như một ma thần khổng lồ kết nối với thiên địa, mang theo thiên uy chấn động lòng người,
khiến tất cả sinh linh chợt sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Giống. Ma thần gào thét, không gian quanh thân hình cao lớn lộ ra vết nứt không gian đen kịt, chu không tràn ngập năng lượng cổ xưa ngập trời, khiến không gian như muốn nứt vỡ ra từng khúc. Thật mạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dưới khí tức kinh người bực này, ngay cả đám cường giả ở xa xa cũng bị hấp dẫn đến. Loại ma thần khủng bố thế này khiến người sởn hết cả gai ốc, kinh hãi lạnh mình, không thể chống cự. Ha ha, tiểu tử, ta thấy ngươi bây giờ còn là hồn anh chi thân đúng không, sợ rằng chỉ vừa mới thức tỉnh thôi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, tiểu tử ngươi còn xa mới có thể so sánh với chúng ta, miệng còn hôi sữa, không biết tự lượng sức mình. Thương Cổ cười lạnh, hắn tự nhiên nhìn ra được Lục Lâm Thiên lúc này vẫn hồn anh chi thân mà thôi. Ngay khi vừa dứt lời, trong tay đã đẩy, ma thần chi thân bàng bạc như kết nối thiên địa lập tức liền kéo dài qua. Xoẹt! Ma thần chi thân di động, như kéo dài qua trời cao nghiền áp vạn vật, nghiền áp tất cả, nơi thân hình đi qua không gian đứt gãy từng khúc. Chung quanh mảnh vỡ không gian bắn ra như bột phấn, năng lượng chấn động đáng sợ từ trong đó tràn ngập ra, không gian chung quanh văng tung tóe ra một mảnh không gian hư vô rộng lớn, thậm chí không cách nào khép lại được nữa. Hỗn độn thế giới chi chủ ra tay. Những người khác cũng vì hồn ảnh của Lục Lâm Thiên mà hít vào khí lạnh. Lúc này hồn anh chi thân hư ảo kia lộ ra có chút đơn bạc, nhưng khí thế như mây trôi nước chảy kia trong lúc vô hình lại lộ ra cực kỳ bá đạo, phảng phất như trong trời đất này chỉ có mình hắn vậy. Phần phật, hồn anh chi thần nhìn như hư ảo kia của Lục Lâm Thiên, nhưng dù là dưới năng lượng ngập trời do ma thần chi thân khổng lồ cuốn xuống vẫn không có chút lay động. Phá, bỗng dưng, hồn anh chi thân Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt một đen một trắng như nhật nguyệt luân chuyển kia khẽ lóe lên, trong miệng nhẹ nói ra một chữ phá, tiếng gầm chấn động, giống như nước chảy qua sa mạc vậy, thậm chí không mang theo bất luận chấn động gì cả. Xoẹt! Mà vào thời khắc này, lại xuất hiện một màn quỷ dị, một tiếng kia của Lục Lâm Thiên lại như pháp chỉ thiên địa, giống như là thiên địa pháp tắc vậy, không thể phản kháng, không thể chống cự, chỉ thấy thân hình cực lớn như ma thần kia dưới chữ phá của Lục Lâm Thiên liền đình trệ. Sau đó bắt đầu nứt vỡ tiêu tán, trong nháy mắt tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả rất nhanh đã quay về bình tĩnh, nhưng chính loại bình tĩnh lặng yên không một tiếng động này lại khiến mọi người ở đây đều cảm thấy uy áp như hít thở không thông, sởn hết cả gai ốc, kinh hãi không cách nào hình dung, không khí giữa chu không đều chịu cứng lại, tất cả đều đình trệ. Sao có thể vậy được? Thương Cổ lại lần nữa kinh hãi, mắt lộ ra sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được. Vừa rồi thiên địa này như phủ xuống một đạo pháp chỉ, pháp tắc cả thiên địa này đều khởi động khiến hắn căn bản không cách nào chống cự nổi. Ngươi là chưa từng tới hỗn độn thiên thế giới, hay là bị phong ấn trong bất chu sơn đến choáng váng đầu óc rồi? Lục Lâm Thiên nhìn qua Thương Cổ, vẫn như mây trôi nước chảy, nhưng đằng sau vẻ mây trôi nước chảy kia, sát ý trong mắt lại bắt đầu khởi động, từ từ lạnh nhạt nói. Đây là hỗn độn thiên thế giới, là thế giới của ta. Ở trước mặt ta dám ra tay với ta, coi như ngươi là hỗn độn thế giới chi chủ, nhưng ở trong hỗn độn thiên thế giới, coi như là hỗn độn địa thế giới và hỗn độn nhân thế giới cũng phải bị áp chế, hỗn độn thế giới của các ngươi lại càng không cách nào chống cự nổi. Nghe lời Lục Lâm Thiên nói, sắc mặt Thương Cổ bỗng nhiên kinh biến, tựa hồ như lúc này mới ý thức được mình đang trong hỗn độn thiên thế giới. Từ viễn cổ đến nay, trên trời dưới đất có nơi nào mà hắn không dám đi. Tăng thêm vẫn cho rằng chủ hồn anh của Lục Lâm Thiên bị thần linh thánh vương đánh trọng thương căn bản không thể nào thức tỉnh, bởi vậy nhất thời không nghĩ đến vấn đề này. Thân là tồn tại đỉnh phong nhất trong thiên địa này, thân là hỗn độn thế giới chi chủ, hắn càng thêm rõ ràng ở trong thế giới người khác đại biểu cho điều gì. Nếu là trong hỗn độn thế giới bình thường, Thương Cổ biết rõ những hỗn độn thế giới chi chủ khác tuy rằng có thể trà đạp hắn, nhưng không cách nào diệt sát hắn, cho nên hắn cũng không sợ. Nhưng hỗn độn thiên thế giới có thể nói là đứng đầu toàn bộ hỗn độn thế giới, ngay cả hỗn độn địa thế giới và hỗn độn nhân thế giới cũng phải bị áp chế một chút. Những hỗn độn thế giới chi chủ ở nơi nào cũng khó có thể vẫn lạc, nhưng duy chỉ có ở trong hỗn độn thiên thế giới là có nguy cơ này, thậm chí ngay cả cơ hội trọng sinh cũng không có. Không xong, chủ hồn anh kẻ này thức tỉnh, đã có thể vận dụng hỗn độn thiên thế giới chi lực rồi. Thương Cổ lúc này rốt cũng đã ý thức được vấn đề đáng sợ này. Chỉ một thoáng đã cấp tốc bạo lui như thấy quỷ, cũng không dám dừng lại thêm nữa. Đây là trong hỗn độn thiên thế giới, hắn căn bản không dám dừng lại chỗ này.
đây là nơi duy nhất trong thiên địa này khiến Đường Đường một hỗn độn thế giới chi chủ như hắn phải chạy trối chết. Đánh huynh đệ ta, phạm linh vũ thế giới ta, vậy thì lưu mạng lại đi. Mắt thấy thân ảnh thương cổ bỏ chạy, Lục Lâm Thiên không nhanh không chậm, ngay khi tiếng nói truyền ra, bàn tay đã chảo ra một cái trước người. Theo chảo ấn lướt đi, năng lượng cả phiến thiên địa này lập tức sôi trào, chảo ấn hóa thành một không gian thủ ấn khổng lồ, dung qua không gian, xuyên thủng gồng cùm thời không, cuối cùng lặng yên không một tiếng động lao tới thương cổ. Ngay khi Lục Lâm Thiên vừa dứt lời cuối cùng, không gian thủ ấn khổng lồ vô hình kia cũng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng thương cổ. Không gian thủ ấn khổng lồ kia khiến sâu trong linh hồn thương cổ cũng lan tràn ra một cỗ cảm giác cực độ nguy hiểm, từng đạo thủ ấn huyền ảo ngưng kết, lập tức từng đạo thủ ấn huyền ảo ngưng kết, từng tiếng chân ngôn bay ra. Úm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Tổng cộng lục tự chân ngôn, khi thương cổ ngưng kết ra thủ ấn cuối cùng, trời xanh cũng phải rung chuyển, thiên uy cuồn cuộn, năng lượng mênh mông cuồn cuộn hội tụ ở quanh thân thương cổ. Trong cơ thể thương cổ, một hào quang quang ấn chữ, vạn, tương liên, lập tức hóa thành một màn hào quang chữ, vạn, bao phủ quanh thân hắn. Ở trong thế giới của ta, cho dù ngươi là hỗn độn thế giới chi chủ cũng còn sâu cái kiến mà thôi. Không gian thủ ấn khổng lồ kia vô thanh vô tức rơi vào trên màn hào quang chữ vạn của thương cổ, trong lòng bàn tay to lớn cũng có một đạo hào quang chữ vạn bắt đầu khởi động, trong lúc mơ hồ trong hào quang có cửu tự chân ngôn linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện, lướt đi, sau đó tràn vào trong màn hào quang bao quanh người thương cổ. Một sát na này, trong không gian thủ ấn khổng lồ kia lại có lực lượng ngập trời tràn ra, khiến thiên địa vặn vẹo, thanh thế khiến trời xanh cũng phải rung động kịch liệt. Bành! Lực lượng ngập trời cuốn khắp, màn hào quang chữ vạn do thương cổ ngưng tụ chỉ chống được nháy mắt sau đó liền trầm đỡ Upsilon, C nổ tung, sau đó thân hình hắn cũng bị không gian thủ ấn vô hình kia nắm trong tay, như chó chết không cách nào nhúc nhích. Trong sát na này, từ sâu trong linh hồn thương cổ tràn ngập sự sợ hãi, vô số năm qua, từ cổ chí kim cho tới nay hắn chưa từng bao giờ sợ hãi như hiện tại. Giờ phút này, vô số sinh linh trong linh vũ thế giới đều chăm chú nhìn vào hư ảnh nam tử mặc áo bào xanh trên không trung kia, con mắt rưng rưng, ánh mắt bắt đầu nóng lên. Giữa không trung, vô số cường giả không tự chủ được mà nhìn về phía nam tử mặc áo bào xanh hư ảo kia, ánh mắt rung động, kích động. Mà ngay cả chỗ sâu trong trời xanh, cũng có mấy đạo khí tức mịt mờ bỗng nhiên phóng xuống, sau đó rơi vào trên hư ảnh nam tử mặc áo bào xanh trên không trung kia. Trên bầu trời, nam tử mặc áo bào xanh có chút hư ảo vươn tay, một đạo thủ ấn giống như vô hình trong không gian nắm thương cổ giống như chó chết vào trong tay, ánh mắt quét qua trời cao, sát ý trong mắt ngập tràn. Chết! Một chữ chết từ trong miệng hắn phun ra, âm thanh vang vọng mà có lực, năm ngón tay Lục Lâm Thiên hướng về phía xa khẽ bóp một cái. Pháp tắc trong phiến thiên địa này lập tức chấn động, lực lượng kinh khủng lập tức lan tràn ra. Khí tức tử vong tràn ngập trong lòng thương cổ. Ngay sau đó không gian chung quanh trở nên vặn vẹo, cuối cùng nổ tung. Ken két. Âm thanh không gian vỡ tan thanh thúy vang vọng, thân hình thương cổ theo không gian vỡ nát lập tức giống như sương mù, giống như yêu ma hóa thành sương mù tiêu tán. Siêu siêu. Một đạo quang mang chữ vạn từ trong thân hình thương cổ tiêu tán xuyên thủng không gian bắn ra, lập tức muốn phá không rời đi. Định. Lục Lâm Thiên lần nữa mở miệng nói ra một chữ định, giống như là pháp chỉ hàng lâm thiên địa này. Quang mang chữ vạn kia lập tức lơ lửng trên không trung, rốt cuộc cũng không có cách nào nhúc nhích được nữa. Trong thiên địa, mấy ngàn khí tức mịt mờ phía trên trời xanh rung động kịch liệt rồi ngốc trệ, giống như bản thân đã quên mình còn đang ở trong chiến đấu. Hàng tỷ sinh linh của linh vũ phía dưới ngây ngốc. Chủ hồn anh của Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, đánh chết một chủ nhân của thế giới hỗn độn, thế nhưng vẻ mặt Lục Lâm Thiên lại vô cùng bình tĩnh. Thì thào nói, hư vô là chân tướng, cùng hư vô thiên địa hợp lại làm một thể, ta đã đặt chân vào hư vô, bất tử bất diệt, tụ lại. Âm thanh từ từ biến mất, quang mang trắng đen luân chuyển trong đôi mắt của Lục Lâm Thiên bắn qua quang mang chữ vạn. Ở chỗ sâu trong hư không gió nổi mây phun, một vòng xoáy khổng lồ trong hư không bắt đầu hiển hiện, lộ ra quang mang cổ xưa, bao phủ chủ hồn anh Lục Lâm Thiên vào bên trong. Trong chớp mắt này, linh vũ thế giới trong thoáng chốc ngày đêm biến đổi, dị tượng thiên địa không ngớt. Ầm ầm, trong vòng xoáy hư không, lập tức có vô số huyết nhục lao ra, lập tức rơi vào quanh thân chủ hồn anh của Lục Lâm Thiên, cùng với chủ hồn anh của Lục Lâm Thiên tương liên,
tương liên cùng với thiên địa. Lập tức chủ hồn anh của Lục Lâm Thiên được vô số huyết nhục bao trùm, trên linh vũ thế giới, mặt nước lập tức nổi lên sóng to gió lớn, thiên uy từ trong hư không thẩm thấu ra, hàng tỷ sinh linh rung động. Nói rất dài dòng, thế nhưng tất cả biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt ngắn ngủi, trong thời gian ngắn ngủi này lại xuất hiện một màn khiến cho người ta hoảng sợ. Vòng xoáy trên trời xanh biến mất, dưới huyết nhục bao trùm kia, một đạo thân ảnh mới xuất hiện trên bầu trời, được quang mang trắng đen chói mắt bao phủ, chói mắt khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Khi quang mang từ từ thu liễm đi một chút, trong ánh mắt của cơ hồ tất cả sinh linh. Một đạo thân ảnh cao ngất không ngờ lại đứng ngạo nghễ trên trời cao, thân ảnh quen thuộc kia cả linh vũ thế giới không ai không biết, đây không phải là ngũ hành đại đế Lục Lâm Thiên thì còn có thể là ai. Bản thể ngũ hành đại đế đã trở về. Trong cổ vực, một lão giả tập tễnh nhìn về phía nam tử mặc áo bào xanh giống như trọng sinh trên không trung, tiếng thì thào vang lên, sau đó đột nhiên không biết lấy được sức lực từ đâu mà thân hình tập tễnh này đứng thẳng, máu tươi trong mắt nhỏ xuống, lớn tiếng kích động nói. Xin ngũ hành đại đế vì hàng ức sinh linh linh vũ thế giới mà báo thù rửa hận. Xin ngũ hành đại đế vì hàng ức sinh linh của linh vũ thế giới mà báo thù rửa hận. Xin ngũ hành đại đế báo thù rửa hận cho hàng tỷ sinh linh. Bỗng nhiên từng đạo thân ảnh run rẩy, trong đôi mắt đỏ tươi hiện lên vẻ kích động, từng âm thanh run rẩy vang vọng trong không trung. Từ cổ vực tới đại lục linh vũ, đến Đông Hải, đến Linh Hoàng Nhai, cuối cùng là tới Tổ Yêu Lâm, vô số đạo âm thanh kích động hội tụ trên bầu trời, cuối cùng giống như sấm sét vang vọng trong trời xanh, âm thanh vang vọng trên 9 tầng trời. Lục Lâm Thiên nhìn hàng ức sinh linh trong linh vũ thế giới, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập hàn ý, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bầu trời, ngửa mặt lên trời nói. Hôm thượng thiên chứng giám, Lục Lâm Thiên ta sẽ vì hàng ức sinh linh của linh vũ thế giới đòi lại huyết cừu, người xâm phạm linh vũ thế giới không lưu lại một ai, gờ yêu ta ết không tha. Tiếng quát cuồn cuộn vang vọng trên không trung, khí thế ngút trời. Nam tử mặc áo bào xanh kia đạp không đứng lơ lửng, dưới cỗ khí thế ngút trời kia, vô số ánh mắt kinh hãi. Giữa không trung, trong linh vũ thế giới, cơ hồ tất cả sinh linh trong linh vũ thế giới nhìn thấy nam tử mặc áo bào xanh kia tự dưng cảm thấy máu tươi trong cơ thể sôi trào. Thân ảnh quen thuộc này cơ hồ tất cả sinh linh trong linh vũ thế giới đều biết, ngũ hành đại đế đã chính thức trở về. Nhìn đạo thân ảnh màu xanh trên không trung kia, mấy chục vạn cường giả xâm phạm linh vũ thế giới ở trước mặt khí thế của thanh niên mặc áo bào xanh kia bỗng nhiên run rẩy như cầy sấy, trong lòng không rét mà run. Nam tử mặc áo bào xanh lướt ngang trên không trung, phóng về phía vô số cường giả đang chiến đấu. Ầm ầm. Trong vòng chiến, vô số cơn lốc năng lượng lan tràn ra, giống như quang mang không ngừng khuếch tán ra chung quanh trên bầu trời. Thế nhưng nam tử mặc áo bào xanh kia lại xẹt qua trời cao, giống như là lướt sóng, trường bào màu xanh trên người phần phật. Nơi hắn bước qua, gợn sóng trong không gian giống như sóng nước lan tràn sang hai bên, khiến cho cả phiến thiên địa này lặng lẽ run run. Vô số cường giả đang chiến đấu tự nhiên yên tĩnh lại, cả đám đều không tự chủ mà dừng tay lại. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn vào nam tử mặc áo bào xanh kia. Dưới cỗ khí tức vô hình tràn ngập thiên địa kia tất cả ánh mắt mọi người bỗng nhiên run rẩy. Đối mặt với nam tử mặc áo bào xanh kia khiến cho tất cả mọi người có một loại cảm giác, giống như là đối mặt với phiến thiên địa này, đây là một loại cảm giác vô cùng bá đạo, mạnh mẽ. Trở về rồi sao? Trong vòng chiến có từng đạo thân ảnh xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, nhìn thấy đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia trở về, thân hình mềm mại đều khẽ run lên, trong mắt bỗng nhiên có chút nước mắt. Hảo tiểu tử, rốt cuộc ở thời điểm chúng ta cần nhất cũng trở về. Trong vòng chiến, không ít thân hình cao ngất cùng với thân hình già nua dựa thế lui ra ngoài, nhìn nam tử mặc áo bào xanh ngang trời xuất thế bước tới, vẻ mặt bi thống, sát phạt ngập trời lúc này cũng không khỏi mỉm cười, vẻ mặt ngưng trọng lặng lẽ giảm bớt đi. Đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia từ từ bước tới, thế nhưng lại khiến cho các cường giả trong vòng chiến tự nhiên ngừng tay, không ít thân ảnh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang bước tới kia. Ánh mắt sau khi run rẩy một chút lại chuyển thành kích động, run sợ, kích động hành lễ. Chủ nhân của hỗn độn thế giới Lục Lâm Thiên quả nhiên còn sống, còn đột phá hư vô. Vô số người chung quanh run rẩy, nam tử mặc áo bào xanh đang bước qua không gian đi tới, cơ hồ tất cả trong 3.000 đại thiên thế giới không có mấy ai không biết. Trong cả 3.000 đại thiên thế giới hắn đã lưu lại vô số truyền kỳ. Mà giờ phút này, cơ hồ tất cả hóa hồng cảnh xâm phạm linh vũ thế giới.
ước chừng hơn 10 vạn hóa hồng cảnh lúc này lại ngốc trệ, sắc mặt trắng bệch. Trong thiên địa lúc này có khí tức không hiểu, khiến cho bọn họ không thể khống chế được mình mà run rẩy. Âm thanh trầm đờ upsilon, c giống như sấm sét không ngừng vang vọng, chẳng biết tại sao lại đột nhiên yên tĩnh tới đáng sợ. Nam tử mặc áo bào xanh bước qua trời cao gia nhập vòng chiến, xuyên qua đám người như biển trên không trung, bước tới vô số thân ảnh quen thuộc, cuối cùng đứng ở bên cạnh đám người dùng lực ngăn cản 10 vạn người xâm phạm linh vũ thế giới. Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn qua hơn 10 vạn hóa hồng cảnh giống như thủy triều phía trước, miệng không nói gì, thế nhưng trên người lại có khí thế chống trời, bá đạo, mạnh mẽ tràn ra. Người phạm linh vũ thế giới ta, gờ yêu ta ết không tha. Thân ảnh cao ngất của Lục Kinh Vân tiến lên một bước, cầm trong tay luân hồi hư vọng đao, trường bào tràn ngập máu tươi loang lổ, quang mang trắng đỏ trong mắt giống như lưỡi đao sắc bén bắn ra hư không. Khí tức sát phạt mạnh mẽ, khiến cho không gian chung quanh cũng run rẩy, lung lay giống như sắp đổ. Người phạm linh vũ thế giới ta gờ yêu ta ết không tha. Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Trực, cơ hồ tất cả cường giả Lục gia bước ra, khí tức sát phạt minh mông cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Cả không trung bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Người phạm linh vũ thế giới ta gờ yêu ta ết không tha. Cơ hồ con mắt của tất cả cường giả linh vũ thế giới lúc này đột nhiên đỏ thẫm, âm thanh lúc này cũng trở nên khàn khàn, trong lòng bi thống khó nhịn, tất cả hóa thành khí tức sát phạt cuồn cuộn. Người phạm phi linh môn ta gờ yêu ta ết không tha. Người phạm phi linh môn ta gờ yêu ta ết không tha. Trong linh vũ thế giới, tiếng quát của hàng ức sinh linh hội tụ lại giống như sấm sét vang vọng trên thiên địa khiến cho không trung gió nổi mây phun, loại khí tức sát phạt này khiến cho thiên địa rung động. Cơ hồ tất cả người xâm phạm linh vũ thế giới thân hình bắt đầu run rẩy, ở dưới âm thanh sát phạt, giận dữ, bi thống kia bắt đầu cảm thấy sởn hết gai ốc, linh hồn rung động. Sát ý của Lục Lâm Thiên trong đôi mắt bắn ra, giống như là cơn lốc quét qua trời xanh, miệng hét lớn một tiếng. Người phạm linh vũ thế giới ta gờ yêu ta ết không tha. Ầm ầm. Khi Lục Lâm Thiên nói xong, không gian bỗng nhiên thiên hôn địa ám, mây đen cuồn cuộn kéo tới. Tiếng sấm vang vọng, khí tức kinh khủng vô hình từ trong hư không thiên địa thẩm thấu ra. Dưới loại khí tức này thẩm thấu ra, cơ hồ tất cả người xâm phạm linh vũ thế giới kinh hãi phát hiện ra một điều, nguyên lực trong cơ thể bọn họ bắt đầu cứng lại, linh hồn rung động. Khí tức tử vong từ sâu trong linh hồn không tự chủ được tràn ra. Giống như là mạng nhện lập tức bao trùm, ăn mòn linh hồn. Dưới cỗ khí tức này, bất kể là thánh hồng chi cảnh hay là bán hư vô chi cảnh cũng giống như con sâu cái kiến. Không gian trong vòng chiến bỗng nhiên vặn vẹo, cỗ khí tức vô hình kia thẩm thấu ra, sát ý lạnh lẽo trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra, trường bào màu xanh vung lên, lại lần nữa quát. Người phạm linh vũ thế giới ta thần hồn câu diệt, một người cũng không để lại, gờ yêu ta ết. Xoẹt. Đám người có tu vi hóa hồng cảnh tới linh vũ thế giới dưới sát khí ngút trời kia run rẩy không ngớt. Bỗng nhiên không trung run lên, trong hư không thiên địa có vô số quang mang màu vàng rậm rạp, chẳng chịt lan tràn ra. Kim quang sắc bén mà lạnh lẽo, phía trên trời xanh lập tức tràn ngập kim quang rực rỡ. Trời xanh run rẩy, từng đạo quang mang màu vàng hóa thành vô số mũi tên sắc nhọn bằng năng lượng màu vàng. Giống như là bão tố phô thiên cái địa phóng xuống, trực chỉ hơn 10 vạn hóa hồng cảnh kia. Siêu siêu, mũi tên màu vàng sắc bén phá không phóng xuống, những hóa hồng cảnh kia, bán hư vô, thánh hồng chi cảnh hoảng sợ, đồng tử co rút lại, linh hồn phát run, cho dù sợ hãi thế nhưng lại vô lực. Chỉ có thể nhìn từng mũi tên bằng năng lượng màu vàng xuyên thủng qua thân hình mình. A hát, lập tức tiếng kêu rên thê lương vang vọng, quanh quẩn. Sau khi mũi tên bằng năng lượng màu vàng xuyên vào trong cơ thể, khí tức sắc bén, lạnh lẽo bàng bạc phóng thích ra. Từng đạo thân hình rạn nứt, sau đó có vô số quang mang bắn ra, bao phủ trọn thân hình vào bên trong. Rầm rầm rầm. Trên trời xanh, trong mảnh quang mang giống như thần thánh bê hấp hủ, tiếng năng lượng ầm ầm bạo liệt vẫn còn tiếp tục, không ngừng vang vọng. Động tĩnh lúc này chính là động tĩnh kinh thiên động địa nhất trong phiến thiên địa này. Phảng phất như ngay cả vũ trụ này tùy thời cũng sẽ bị nổ tung vậy. Thần linh thánh vương, ngươi cũng không cứu được bọn họ đâu. Ta không đi được ngươi cũng không đi được. Trong quang mang thần thánh bao phủ, âm thanh bá đạo của đế phách thiên vang vọng, âm thanh ầm ầm tiếp tục tăng lên. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ kéo dài trong chốc lát, hơn 10 vạn cường giả có tu vi hóa hồng cảnh,
bên trong có vô số người là chủ nhân của thế giới hỗn độn, thế nhưng thân hình ở trong quang mang màu vàng tràn ngập khí tức sắc bén mà lạnh lẽo đã hóa thành cho tàn. Chung quanh bầu trời, vô số ánh mắt đang bi thống lập tức rung động, loại thực lực khủng bố này thực sự quá mức khủng bố, hơn phân nửa người có tu vi hóa hồng cảnh và thánh hồng chi cảnh trong thiên địa này, còn có bán hư vô cảnh, những cường giả này không ngờ trong giây lát ngắn ngủi đều tan thành mây khói, chỉ để lại một mảng lớn sương mù âm hàn trên không trung. Khi một người có tu vi hóa hồng cảnh bán hư vô cảnh bị mũi tên màu vàng sắc bén xuyên thủng qua thân hình được kim quang bao phủ bốn phía rồi cuối cùng bạo liệt, kim quang rực rỡ trên trời xanh lập tức biến mất không thấy gì nữa, tất cả tiêu tán trong vô hình. Ngao ngao, thần linh thánh vương, lợi tức này ta sẽ thu trước. Cách đó không xa, ở giữa không trung, cự long màu xanh ra trời hai đầu rít gào, trong hai cái miệng, hỏa diễm âm hàn nóng bỏng bao phủ hỗn độn hung thú này. Giống giống, linh hồn bổn nguyên của Thích Thiên tồn tại trong bộ dáng hỗn độn hung thú kia rít gào, giãy giụa. Trong đôi mắt của hỗn độn hung thú tràn ngập vẻ sợ hãi, thế nhưng cuối cùng cũng không có cách nào giãy giụa ra được. Thân hình hắn dần dần bị cự long màu xanh ra trời hai đầu xé nát, cuối cùng bị hút vào trong hai cái miệng lớn của đầu cự long hai đầu kia. Cả biển khí tức yêu tà trong nháy mắt này lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, bỗng nhiên, trên trời xanh lại xuất hiện dị tượng, chẳng biết tại sao trên trời xanh bắt đầu rung động kịch liệt, có vô số thần quang phóng ra, trong lúc mơ hồ còn mang theo tiếng sấm minh. Bản thể Lục Lâm Thiên nhìn lên trên trời xanh, sau đó ánh mắt từ trên thần quang giống như vô tận xuống sơn mạch ở phía dưới. Ánh mắt cuối cùng nhìn vào đầu cự long màu vàng khổng lồ kia, miệng thì thào nói. Giới hạn hư vô rốt cuộc cũng phá được rồi sao? Trên trời xanh, thần quang vô tận bao phủ sơn mạch, cuối cùng phóng vào trên người đầu cự long màu vàng đang vô cùng thế thảm, trên người có vô số vết thương kia. Vết thương trên người đầu cự long màu vàng này bắt đầu khép lại, vô cùng huyền ảo. Hư ảnh huyền vũ bằng bí văn bắt đầu phóng ra quang mang, tốc độ vết thương khép lại nhanh như thiểm điện. Mà ngay cả từng mảnh lân phiến màu vàng trên cơ thể lại lần nữa được sinh trưởng ra, sau đó có hỏa diễm màu vàng nhảy lên. Siêu siêu! Hỏa diễm màu vàng nhảy múa, ngày càng kịch liệt, cuối cùng giống như là một quả cầu bằng lửa sáng chói giống như mặt trời ban trưa, bao phủ trọn thân hình cự long màu vàng này vào bên trong. Trong lúc hỏa diễm màu vàng bao phủ thân hình cự long, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn thấy một màn, thân hình tiểu long được hỏa diễm màu vàng bao phủ lại bị hòa tan. Đến cuối cùng, cự long màu vàng này hoàn toàn bị hỏa diễm màu vàng thiêu đốt, hòa tan không còn lại một chút gì. Thần quang đang bao phủ trời xanh cũng bị hỏa diễm màu vàng thiêu đốt. Mà phía trên trời xanh, có mấy ngàn ánh mắt mịt mờ cũng kinh ngạc nhìn về mảnh sơn mạch kia, tất cả đều nhìn lên trên quả cầu bằng hỏa diễm màu vàng giống như mặt trời ban trưa trong sơn mạch. Hư vô a, ta hiểu rồi, đa tạ hai vị lão tổ đề tình. Cùng lúc này, trong quả cầu bằng hỏa diễm màu vàng, một đạo âm thanh quen thuộc truyền ra, sau đó hỏa diễm màu vàng bắt đầu sôi trào lên, trong lúc mơ hồ dường như có thứ gì đó đang nhúc nhích, nhiệt độ cao nóng bỏng phóng thích lên trên trời, bay thẳng tới trời xanh. Rầm rầm. Đồng thời, trong quả cầu bằng hỏa diễm màu vàng có một đạo thân hình khổng lồ hiển hiện, cuối cùng hỏa diễm màu vàng co rút lại, trong lúc mơ hồ có âm thanh giống như long ngâm vang vọng, khiến cho vạn thú bị uy áp cực lớn, toàn thân run rẩy. Quả cầu bằng hỏa diễm màu vàng cuối cùng cũng từ từ tiêu tán, một đầu cự long màu vàng, trên người có hỏa diễm màu vàng lan tràn phóng lên trên không trung, hiển hiện trên trời cao. Gợn sóng quanh thân chấn động, tựa như sóng nước lan tràn ra bốn phía. Đầu cự long màu vàng kia lơ lửng giữa không trung, khí tức trên người nó rõ ràng cho thấy đã xảy ra không ít biến hóa, ngày càng sáng bóng, khí tức vô hình lan tràn ra cũng ngày càng khủng bố. Phảng phất như ẩn chứa một loại uy áp khiến cho chúng sinh không có cách nào kháng cự. Loại uy áp này ở trong thiên địa và linh hồn. Đột phá hư vô sao? Thật mạnh! Trên bầu trời, vô số ánh mắt của cường giả đều nhìn vào thân hình cự long màu vàng này. Cơ hồ tất cả cường giả đều có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc này khí tức trên người đầu cự long màu vàng kia đã tới tình trạng mà bọn họ không có cách nào chống lại. Đây là đột phá hư vô sao? Thanh Long Hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc, đệ tử của hai tộc này kích động, run rẩy không thôi. Khí tức uy áp ở trong cơ thể đầu cự long màu vàng kia khiến cho huyết mạch, máu tươi trong cơ thể bọn họ bắt đầu sôi trào. Dưới cảm giác sôi trào này, dường như bọn họ có thể nhận được không ít chỗ tốt.
vô số ánh mắt nhìn vào đầu cự long màu vàng lơ lửng trên trời cao. Trên từng phiến long lân, lần nữa có đồ án bí văn huyền vũ hoàn hảo xuất hiện, thân hình cự long cực lớn bắt đầu thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một nam tử mặc áo bào màu vàng, khí tức toàn thân lộ ra vẻ tôn quý không có cách nào che giấu được. Mái tóc vàng hơi xoăn, quanh thân có hỏa diễm màu vàng nhàn nhạt quanh quẩn. Ngao ngao. Giữa không trung, nam tử mặc áo bào màu vàng kia mở hai mắt ra, một đạo hư ảnh thanh long và một đạo hư ảnh huyền vũ ở trong mắt hắn uốn lượt, tiếng long ngâm vang vọng. Cuối cùng từ từ thu liếm, tiến vào trong ánh mắt thâm thúy kia. Ấn ký con mắt thứ ba thần bí mà tà dị khiến cho người ta liếc nhìn một cảm lập tức cảm giác được linh hồn mình giống như bị người khác khống chế mà bắt đầu chấn động, khiến cho không ai không run sợ. Đa tạ hai vị lão tổ Bạch Hổ, Chu Tước bảo hộ. Hậu bối nhất định sẽ tìm được người truyền thừa tốt nhất cho hai vị lão tổ. Tinh mang trong mắt lóe lên rồi biến mất, Tiểu Long cung kính hành lễ với hai đạo thú ảnh Bạch Hổ và Chu Tước hư ảo kia. Giống. Chi. Tiếng hổ gầm vang vọng, hư ảnh Bạch Hổ và Chu Tước hóa thành hai đạo quang mang, sau đó phóng vào trong con mắt thứ ba của Tiểu Long rồi biến mất không thấy. Lão đại, đệ đột phá rồi. Lúc này Tiểu Long mới bước qua không gian, thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện bên người bản thể Lục Lâm Thiên, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Lục Lâm Thiên, giống như trong đôi mắt có hư ảnh thanh long, huyền vũ tùy thời muốn nhảy ra vậy. Hư vô sao, ta đang chờ đệ đột phá đây. Lục Lâm Thiên nhìn qua Tiểu Long gật đầu, người nói chuyện lại là một đạo thân ảnh màu lam, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm sau khi xé nát linh hồn bổn nguyên của hỗn độn chi khí rồi thôn vệ nó, sắc mặt có chút đỏ lên. Đồng thời ở trước mặt bản thể Lục Lâm Thiên hóa thành một đạo lưu quang bằng hỏa diễm màu xanh ra trời, cuối cùng tiến vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên. Rầm rầm rầm. Trên trời xanh, vô số ánh mắt phía dưới khó có thể nhìn thấu lên trên, từng đạo khí tức mịt mờ chấn động, âm thanh bạo liệt đang liên tiếp vang lên không ngờ lại giảm bớt đi một chút, dường như có không ít khí tức đang nhanh chóng phóng về phía linh vũ thế giới. Ánh mắt của bản thể Lục Lâm Thiên khẽ đổi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Thì Thảo nói. Muốn chạy trốn sao, một khi đã tới thì đừng có đi. Oanh! Trong linh vũ thế giới, mặt đất tự nhiên run lên, sơn mạch run rẩy, mặt nước nổi lên sóng gió ngập trời, trên trời xanh phía xa xa, không gian không ngừng run rẩy. Lục Lâm Thiên đạp không đứng lơ lửng, trường bào màu xanh khẽ quét qua, cả thiên địa run run giống như là vật đổi sao rời, sau đó cả trời xanh run rẩy giống như rơi xuống, biển mây dày đặc bao phủ trời xanh chấn động. Bắn tứ tung. Lập tức có quang mang chói mắt giống như mặt trời, hoặc giống như trăng sáng từ từ xuất hiện trong mắt mọi người. Trong quang mang có vô số thân ảnh, có thân ảnh hùng vĩ, có thân ảnh vạm vỡ, có thân ảnh nhìn qua hùng hồn, mạnh mẽ. Có thân ảnh khổng lồ giống như ma thần, có hỗn độn hung thú hung hãn, còn có thân ảnh giống như đại thụ che trời, cũng có thân ảnh giống như núi sông. Có vô số thân ảnh kỳ lạ. Mỗi một đạo thân ảnh đều có quang mang chói mắt tràn ra, khí tức hùng hồn, man hoang, thái cổ. Trên bầu trời, trên linh vũ thế giới, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn lên vô số thân ảnh kia, trên từng đạo thân ảnh đều có quang mang giống như mặt trời ban trưa cùng với mặt trăng sáng chói bắn ra. Đó chính là chủ nhân của những thế giới hỗn độn, là những đại năng viễn cổ. Trên trời xanh, từng đạo thân ảnh có quang mang giống như mặt trời ban trưa, mặt trắng đã bắt đầu lui về phía sau. Thế nhưng trong lúc vô hình có người dãy giụa, không có cách nào rời khỏi phiến thiên địa này. Lão tổ Phong gia, chủ nhân của thần thú thế giới cùng với những người khác lơ lửng trên trời xanh. Sau lưng có hơn 1000 thân ảnh giống như mặt trời ban trưa tề tụ, từng đạo thân ảnh giống như ma thần, giống như núi sông. Quang mang mạnh mẽ quanh thân thu liếm, hóa là hóa thành già nua, hoặc là khôi ngô, tất cả đều đáp xuống bên người Phong gia lão tổ, chủ nhân thần thú thế giới. Khí tức cả đám có chút suy yếu, trên người không ít thân ảnh còn có một chút thương thế, dường như bị người ta vây công, tính kế. Số lượng chủ nhân thế giới hỗn độn trong đội hình của đối phương vẫn hơn bọn họ. Từng ánh mắt đều mang theo vẻ kinh ngạc nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên vẻ gây ết yêu ta ép sợ, cũng có chút kinh ngạc. Nhiều hơn đó là vẻ chờ mong. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào đám chủ nhân thế giới hỗn độn đang định thoát đi, hàn ý trong mắt bắn ra. Lão đại! Một người cũng đừng buông tha, vô số sinh linh trong linh vũ thế giới vẫn lạc, cần phải có người trả giá gấp trăm ngàn lần. Tiểu Long chăm chú nhìn vào đám chủ nhân thế giới hỗn độn đang ở phía xa. Hàn ý trong mắt bắn ra, hỏa diễm màu vàng quanh thân nhảy lên,
đối cháy không gian quanh thân tạo thành hư không đen kịt. Đương nhiên phải có người hoàn lại gấp trăm ngàn lần, chủ nhân thế giới hỗn độn sao, thế nhưng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, trời tạo nghiệt thì còn có thể sống được, tự gây nghiệt khó có thể sống. Âm thanh lạnh nhạt từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra, hắn khẽ phất tay một cái, quanh thân có khí tức cổ xưa, man hoang truyền ra. Thân hình khom xuống, lập tức hóa thành một đầu cự hổ tràn ngập điện mang, làm bộ vồ mồi, hung hãn không thôi. Thân hình giống như mũi tên phóng về phía đám chủ nhân thế giới hỗn độn đang định thoát đi kia. Ngao! Hỏa diễm màu vàng quanh thân tiểu long nhảy lên, thân hình lướt về phía trước, đồng thời khôi phục bản thể là một đầu cự long màu vàng, bắn thẳng về phía chủ nhân thế giới hỗn độn đang muốn thoát khỏi lực lượng trói buộc vô hình mà chạy trốn. Giống! Tiếng hổ gầm vang vọng trời xanh, đầu cự hổ màu xanh tràn ngập điện mang xuất hiện trước người đám chủ nhân thế giới hỗn độn. Khí tức khiến cho trời xanh run rẩy dữ dội, khí tức khiến cho người ta bất an và run sợ từ chỗ sâu trong trời xanh cùng với dưới mặt đất lặng lẽ thẩm thấu ra. Oanh! Cả linh vũ thế giới đột nhiên run lên vô cùng khó hiểu, những người có tu vi trong linh vũ thế giới đều cảm thấy trong lòng run lên, giống như có uy áp thẩm thấu vào trong linh hồn và máu tươi của bản thân bọn họ, khiến cho bọn họ phủ phục dưới mặt đất. Cơ hồ tất cả chủ nhân thế giới hỗn độn lùi bước. Toàn lực muốn tránh thoát khỏi lực lượng trói buộc vô hình kia, thế nhưng bọn họ lại nhanh chóng phát hiện ra một việc. Lực lượng bàng bạc của bản thân tuôn ra, trong chốc lát lại phai nhạt trong thiên địa này, năng lượng vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ tất cả chủ nhân của các thế giới hỗn độn đều cảm giác được năng lượng của mình bị thiên địa thôn phệ, có thiên uy hàng lâm trên người bọn họ, giống như khống chế bọn họ. Cũng giống như ở trong thế giới mà bọn họ khống chế vậy. Bọn họ muốn gỡ yêu ta ít bất luận kẻ nào chỉ cần một ý niệm là có thể đánh chết, hiện tại cũng giống như vậy. Coi như bọn họ là chủ nhân thế giới hỗn độn, nhưng mà dưới áp chế của thế giới hỗn độn, bọn họ vẫn giống như là con sâu cái kiến trong thiên địa mà thôi. Thương cổ kia chính là một ví dụ sờ sờ ra đó, ở trong hỗn độn thiên thế giới, cơ hồ tất cả chủ nhân của thế giới hỗn độn khác cũng biết, nếu như bọn họ vẫn lạc, ngay cả cơ hội trọng sinh cũng không có. Dưới thiên uy trói buộc và áp chế, nhìn về phía Lục Lâm Thiên, cơ hồ tất cả chủ nhân thế giới hỗn độn đều cảm thấy linh hồn lạnh lẽo. Dưới thiên uy áp chế và trói buộc, không gian chung quanh cũng bắt đầu cứng lại, sau đó vặn vẹo giống như một chiếc quẩy, không gian vặn vẹo lại một chỗ, toàn thân không có cách nào nhúc nhích. Giống, đầu cự hổ khổng lồ đánh ra, trong hổ trưởng có quang mang chữ vạn lập lòe, mãnh hổ chụp mồi xẹt qua trời cao. Cuối cùng nhảy tới đạo quang mang giống như mặt trời ban trưa gần đó nhất. Ken két. Hổ chảo xé nát không gian, xé nát trời xanh, cuối cùng khiến cho không gian vỡ nát, sau đó chộp vào trong quang mang chói mắt kia, khiến cho nó tiêu tán. Đánh vào trên L sao IG ngực của một tu la chân thân, quang mang chữ vạn trên hổ chảo bắt đầu khởi động, lực lượng mạnh mẽ chút xuống. Răng rắc. Khí tức man hoang, cổ xưa trên tu la chân thân cực lớn tự nhiên tán loạn. Phai nhạt, thân hình dễ dàng giống như bị hổ chảo xé nát thành mảnh vỡ. Những mảnh thân hình còn lại theo không gian nứt vỡ từng khúc cũng bị phá hủy. Chỉ còn lại một đạo quang mang năng lượng chữ vạn muốn thoát đi, thế nhưng lại không có cách nào chạy thoát được. Ngao! Cự long màu vàng rít gào, thân hình khổng lồ giống như nghiền nát tất cả, nghiền nát cả thiên địa. Xé rách đạo quang mang năng lượng chói mắt giống như mặt trời ban trưa kia. Siêu siêu! Tiểu long há hồm. Trong cái miệng rồng dữ tợn có hỏa diễm màu vàng phun ra, hỏa diễm bao phủ một vòng quang mang màu xanh ra trời đang bao phủ một cây đại thụ giống như che khuất bầu trời. Nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt không gian thành hư vô, đại thụ che trời kia dần dần hóa thành cho tàn rồi biến mất. Đại thụ che trời hóa thành cho tàn, thế nhưng lại không có quang mang năng lượng chữ vạn xuất hiện, một hư vô chi cảnh bình thường, giống như cổ nham lão quy, cũng hư vô chi cảnh bình thường, dưới lực lượng áp chế của linh vũ thế giới. Ở trước mặt tiểu long đã không còn bao nhiêu lực chống lại. Ngao! Chu sát một hư vô chi cảnh, thân hình cự long màu vàng của tiểu long lần nữa đánh về phía người thứ hai. Coi như là chủ nhân thế giới hỗn độn khác ở trong linh vũ thế giới cũng không phải là ai có thể gỡ yêu ta ít được, tiểu long cũng rõ điểm này, cho nên hắn chỉ chuyên môn tìm kiếm những người có tu vi hư vô chi cảnh bình thường mà ra tay. Giống! Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên xẹt qua trời cao. Giống như một vị thần nghiền nát không gian, nghiền nát tất cả, nghiền nát vạn vật. Trong thân hình cự hổ khổng lồ, trong đôi hổ chảo, quang mang chữ vạn bắt đầu cuồn cuộn,
từng đạo hổ chảo đánh xuống từng đạo quang mang chói mắt kia, hổ chảo xé rách quang mang, xé rách thân hình khổng lồ của một chủ nhân thế giới hỗn độn khác. Trên trời dưới đất lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từng âm thanh bạo liệt vang vọng ở trong quang mang thần thánh ở trên trời xanh mà thôi. Tiếp theo lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chủ nhân thế giới hỗn độn khác cùng với những người có tu vi hư vô chi cảnh, những cường giả này ở trong tay Lục Lâm Thiên và Tiểu Long không ngừng vẫn lạc, thế nhưng tất cả mọi người lại vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này chỉ nhìn vào không gian đang chớp động, nơi đó có thân hình chủ nhân thế giới hỗn độn hóa thành mảnh vỡ. Trong mắt tất cả mọi người giống như thời gian ngừng lại, không gian cứng lại, thời không cũng không hề vận động. Người phạm linh vũ thế giới ta gợi yêu ta ết không tha. Thân hình cự hổ xẹt qua trời cao, hổ chảo của Lục Lâm Thiên không ngừng đánh ra, từng chủ nhân thế giới hỗn độn bị nghiền nát. Quang mang năng lượng ngưng kết lại ở trên bầu trời, năng lượng thiên địa cuồn cuộn mênh mông khuếch tán trên bầu trời. Xoẹt! Từng đạo chảo ấn xé rách không gian, từng âm thanh trầm đỡ upsilon, c, trầm thấp vang vọng khiến cho người ta tĩnh lặng, sát phạt ngập trời. Có lẽ đây cũng không phải là sát phạt, mà là tàn sát ngập trời, người bị tàn sát lại là chủ nhân thế giới hỗn độn, là tồn tại trong truyền thuyết. Khi một đạo quang mang năng lượng cuối cùng bị hổ chảo xé rách, đồng tử của chủ nhân thế giới hỗn độn cuối cùng co rút lại, trong lúc linh hồn rung động bị diệt sát, lúc này thiên địa cũng giống như mở đi. Giống. Đầu cự hổ tràn ngập điện mang màu xanh ra trời ngẩng đầu rít gào, toàn thân sát ý ngập trời, khí thế ngút trời, khí tức sát phạt bắn thẳng lên trời xanh, giống như muốn đem những ngôi sao trên trời xanh đánh rụng xuống. Đáng chết. Trong vầng quang mang giống như thần thánh trên không trung rốt cuộc cũng truyền ra âm thanh giống như sấm rền của thần linh thánh vương. Cả quang mang thần thánh lúc này cũng theo đó mà run rẩy kịch liệt, phạm âm vang vọng, thần quang cái thế lan tràn. Thần linh thánh vương, xem ra lần này ngươi cũng không có cách nào thành công rồi. Trong quang mang thần thánh, âm thanh của đế phách thiên truyền ra, khí tức năng lượng bá đạo trong không trung bị dẫn dắt. Trong khoảng thời gian ngắn, cả phiến hư không lớn có lực cắn nuốt lan tràn ra bốn phía, giống như muốn thôn phệ tất cả mọi thứ chỗ sâu trong hư không này. Ầm ầm. Năng lượng khủng bố lan tràn, khiến cho không gian chỗ sâu trong trời xanh rung chuyển không ngớt. Uy áp mênh mông mang theo khí tức vô cùng vô tận, khí tức cuồn cuộn không dứt thẩm thấu ra, không gian rung chuyển, giống như là muốn diệt sát cả không gian. Tứ quyết bào thiên thế, nhất hống phúc thương khung. Cả hư không phía trên trời xanh rung chuyển, vặn vẹo, một tiếng hét lớn từ trong quang mang thần thánh này rít gào, vang vọng. Giống. Một tiếng giống to giống như long ngâm. Hổ ngầm, hạc kêu vang vọng, giống như có thể phá hủy tất cả sinh linh trong thế giới này, có thể chấn vỡ linh hồn. Chỗ sâu trong trời xanh lúc này dường như cũng bị tiếng giống này làm cho rung chuyển, nứt vỡ, bị diệt sát, chôn vùi. Siêu siêu, tiếng giống khủng bố chấn động lan tràn tới quang mang thần thánh chung quanh thân hình của thần linh thánh vương, dưới vô số ánh mắt của mọi người phía dưới, quang mang thần thánh dưới trời xanh lúc này rốt cuộc cũng bị đánh vỡ. Năng lượng đáng sợ giống như cơn lốc phô thiên cái địa khuếch tán, trong lúc nhất thời khiến cho không gian hỗn loạn, không thể dò xét được. Lực lượng thật khủng cây S.I.O.T.A. ép, cơ hồ so với tất cả chủ nhân của các thế giới hỗn độn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Không hổ là thần linh thánh vương và đế phách thiên. Trong từng ánh mắt ngây ngốc, ngưỡng mộ, quang mang thần thánh phía trên trời xanh tán loạn, khiến cho trong lòng mọi người ở đây không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Mà ngay cả chủ nhân của các thế giới hỗn độn khác cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi. Thực lực của hai người thần linh thánh vương và đế phách thiên này căn bản không phải là thứ mà chủ nhân thế giới hỗn độn bình thường có thể ứng phó. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn vào, không gian hỗn loạn trên trời xanh rốt cuộc cũng dần dần yên tĩnh lại, cuối cùng trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hai đạo thân ảnh hiển hiện ở giữa không trung. Một đạo thân ảnh được quang mang thần thánh bao phủ thân hình, giống như mặt trời lên cao. Khí thế bàng bạc như biển, nhìn qua uy nghiêm mà mạnh mẽ, trên khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt lại lộ ra hàn ý. Một đạo thân ảnh gầy gò, thế nhưng nhìn qua lại có chút bá đạo, mái tóc dài xóa tới vai không gió mà bay, phiêu giật mà tiêu sái, khí tức cổ xưa lan tràn, phóng thích ra trời xanh chung quanh. Hai mắt tựa như hai vầng trăng sáng, tràn ngập tinh mang. Siêu siêu. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên và thân hình cự long màu vàng của Lục Lâm Thiên đồng thời thu liếm, dưới ánh mắt của Lục Lâm Thiên, Tiểu Long gật đầu lui lại, có thần linh thánh vương, hắn đã không cần phải nhúng tay vào nữa. Sư phụ! Tiểu Long lui về phía sau,
thân ảnh Lục Lâm Thiên bước ra một bước, bước qua trời cao đi tới bên người sư phụ Đế Phách Thiên. Rốt cuộc cũng kịp thời đột phá hư vô, được Đông Hoàng Thái Huyền chỉ điểm đúng không? Đế Phách Thiên nhìn về phía Lục Lâm Thiên cười cười, dường như đã sớm biết rõ lúc trước thân hình hồn anh của Lục Lâm Thiên nhìn thấy Đông Phương Hoàng Thái Huyền. Vâng, được Đông Hoàng Thái Huyền tiền bối chỉ điểm cho nên con mới có thể đột phá tới hư vô. Lục Lâm Thiên gật đầu, ánh mắt tràn ngập hàn ý lập tức nhìn về phía Thần Linh Thánh Vương đang được quang mang thần thánh bao phủ. Hỗn trướng, ngày hôm nay ta thể phải băm vằm các ngươi thành cho bụi. Thần Linh Thánh Vương nhìn Lục Lâm Thiên cùng Đế Phách Thiên, tất cả cường giả thần linh tộc, thần linh thiên cơ, thần linh phạt thiên, thậm chí là cường giả hư vô và bán hư vô của thần linh tộc từ Bất Chu Sơn đi ra lúc này toàn quân đều bị diệt. Coi như là Thần Linh Thánh Vương không để ý tới chủng tộc khác chết bao nhiêu người, cũng không quan tâm tới thần linh tộc chết bao nhiêu người. Thế nhưng toàn quân bị diệt vẫn khiến cho Thần Linh Thánh Vương hắn nổi giận. Ta cũng sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi. Lục Lâm Thiên nhìn Thần Linh Thánh Vương, sát ý trong mắt không thèm che giấu bắn thẳng lên trời xanh. Ha ha, ngươi cho rằng bằng vào tiểu tử miệng còn hôi sữa vừa mới đặt chân vào hư vô chi cảnh như ngươi, đánh chết nhiều chủ thế giới hỗn độn như vậy là có thể thực sự đối phó được với ta hay sao? Tiểu tử, ngươi còn quá non, lúc trước Đông Hoàng Thái Huyền cũng không dám nói như vậy. Thần Linh Thánh Vương nhìn Lục Lâm Thiên cười lạnh nói. Thật sao, đó là bởi vì ngươi không có tiến vào trong hỗn độn thiên thế giới a. Lục Lâm Thiên nói xong, một đạo thủ ấn quỷ dị lập tức ngưng kết, thân hình mặc áo bào xanh đột ngột cao vê upsilon, tê lên, điện mang màu xanh ngập trời khuếch tán, hóa thành một đạo thân hình cực cao, giống như là bàn cổ chân thân, kết nối thiên địa. Oanh! Thân hình khổng lồ này xuất hiện, nhất thời khiến cho vô số chủ thế giới hỗn độn có mặt chung quanh rung động, không khỏi nghẹn ngào nói. Bất tử bất diệt thiên thần thể, bất diệt bất tử thiên thần thể của Đông Hoàng Thái Huyền. Hừ! Trong cổ họng Thần Linh Thánh Vương phát ra một tiếng hừ lạnh, nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt biến ảo, thì thào nói. Dứt lời, trường bào màu xanh trên người Thần Linh Thánh Vương khẽ đổi, khí tức quỷ dị bao phủ trời xanh, quang mang thần thánh chói mắt, giống như Diêm La trong cửu u địa ngục hiện thân, lại giống như Phật Tổ trên 9 tầng trời hàng lâm. Bên trong quang mang chói mắt, phạm âm vang vọng, chấn động nhân tâm, đây chính là thần linh chân thân của Thần Linh Thánh Vương. G.I.O.T.A.S. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, có bất diệt bất tử thiên thần thể, hai mắt hắn tràn ngập sát ý tới run rẩy, bàn chân đạp mạnh hư không. Cả linh vũ thế giới cũng theo đó mà run lên, không gian dưới chân liên tiếp nứt vỡ, thân hình khổng lồ giống như nghiền nát không gian, lao thẳng về phía Thần Linh Thánh Vương. Chỉ một thoáng, thân ảnh Lục Lâm Thiên đánh ra, khí tức khủng bố mênh mông cuồn cuộn khiến cho trời xanh rung động, từng đạo sấm sét khủng bố lập tức bao phủ Thần Linh Thánh Vương. Không biết tự lượng sức mình. Thần Linh Thánh Vương hét lớn, quang mang thần thánh quanh thân bắt đầu cuồn cuộn, từng đạo quang mang thần thánh giống như mặt trời lên cao bộc phát, giống như tạo thành một cơn bão mặt trời ngăn cản từng đạo quang mang giống như sấm sét của Lục Lâm Thiên đang phóng về phía mình. Oanh! Cùng lúc, một đạo sấm sét phóng đi, sau đó cánh tay cực lớn của Lục Lâm Thiên đánh về phía Thần Linh Thánh Tôn. Nơi thân hình giống như sấm sét đi qua, không gian vô thanh vô tức run lên. Cuối cùng dưới không ít âm thanh phanh phanh, không gian liên tiếp vỡ vụn. Phá! Thần Linh Thánh Vương giống như thần linh giáng thế, một tiếng phá trong miệng vang vọng, bên trong quang mang thần thánh, một đạo quang mang năng lượng cường đại bắn ra, hóa thành một đám quang mang thần thánh giống như đại dương mênh mông rồi khuếch tán, ngay sau đó chống cự lại đạo sấm sét kia của Lục Lâm Thiên. Lại tới! Bất tử bất diệt thiên thần thể phóng về phía trước, xuyên qua không gian. Một tay chém ra khiến cho không gian vặn vẹo, một đạo thủ ấn trong không gian chụp về phía Thần Linh Thánh Vương. Ầm ầm, những nơi thủ ấn đi qua, không gian lặng lẽ không một tiếng động nứt vỡ từng khúc, khí thế kinh khủng, bá đạo tới cực điểm khiến cho không gian run rẩy không hiểu. Trên trời xanh bỗng nhiên vang vọng tiếng sấm minh, thiên uy cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Cỗ khí thế bá đạo, mạnh mẽ giống như khống chế vạn vật trong thiên địa này. Siêu! Trong quang mang thần thánh lại một lần đạo thần linh chân thân phóng ra, cả hai đều có khí tức khủng bố, giống như là một thể, thế nhưng lại không phải là linh hồn phân thân mà là luân hồi chi thân của Thần Linh Thánh Vương. Luân hồi chi thân so với linh hồn phân thân có rất nhiều điểm khác nhau, linh hồn phân thân không có cách nào so sánh với bản thể. Thế nhưng luân hồi chi thân lại giống như bản thể như đúc. Ầm ầm,
Thần linh Thánh Vương gọi luân hồi chi thân ra, một đạo thủ ấn cực lớn nương theo Phật quang cùng với Phạm Văn lan tràn, tiếp đó lập tức phá hủy phiến không gian này. Năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong tràn ra, Phật quang tràn ngập Phạm Văn quỷ dị khiến cho không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Một vết nứt đen kịt khổng lồ, ước chừng vài trăm trượng hiển hiện trong không gian, tiếp đó lần nữa ngăn cản thủ ấn của Lục Lâm Thiên. Phanh! Cả hai va chạm, không gian chung quanh bị phá hủy, mảnh vỡ giống như quang mang khuếch tán ra bốn phía, lực lượng phá hủy lan tràn, hủy diệt tất cả những thứ trên đường đi. Oanh! Cùng lúc này, Đế Phách Thiên rốt cuộc cũng có động tác, khí tức quanh thân bắt đầu khởi động làm cho trời xanh nổ vang, phất tay một cái, trên trời xanh có một đạo năng lượng giống như ngôi sao rơi xuống. Thân ảnh Đế Phách Thiên nhảy lên, chân đạp quang mang năng lượng giống như ngôi sao, tựa như một vị thần giáng thế, khí thế bá đạo vô cùng. Quang mang vô tận bao phủ trời xanh, Đế Phách Thiên đạp ngôi sao xẹt qua trời sao, cũng đánh về phía Thần Linh Thánh Vương. Đến tốt! Bản thể Thần Linh Thánh Vương quát lên một tiếng, quang mang thần thánh khiến cho không gian giống như sóng nước cuồn cuộn. Trong lúc mơ hồ không gian trọng điệp, không gian quanh thân hắn xuất hiện một vòng xoáy bằng quang mang thần thánh, vòng xoáy xoay tròn, thiên địa quanh thân gần như nứt vỡ từng khúc, thôn phệ tới phía Đế Phách Thiên. Bát hoang thiên địa quyết, nhất quyền trấn bát hoang. Đế Phách Thiên quát lên một tiếng, chân đạp ngôi sao, vung tay lây, một đạo quyền ấn giống như diệt thế ngưng tụ trên hư không, sau đó đánh vào trong vòng xoáy trong không gian, khiến cho vòng xoáy bằng quang mang thần thánh kia nổ tung ở giữa không trung. Cả không gian run lên, gợn sóng không gian cơ nơ thân tầng tầng lớp lớp hóa thành mảnh vỡ tiêu tán thành vô hình. Bốn đạo thân ảnh cực lớn, trên người đều có khí tức cường hãn, bốn đạo thân ảnh đều trong sát na va chạm hơn chục lần. Kinh phong khủng bố rung động tuôn ra, từ nơi năng lượng va chạm, từng đạo gợn sóng trong không gian chấn động từ trên trời xanh lan tràn ra, năng lượng minh mông cuồn cuộn khuếch tán, thiên băng địa liệt, hủy thiên diệt địa. Thực lực của Lục Lâm Thiên so với thực lực bán hư vô của linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm khi trước không biết cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần. Lúc này Lục Lâm Thiên vẫn khó có thể làm gì được Thần Linh Thánh Vương, từng đạo công kích đều bị Thần Linh Thánh Vương chống cự, lực lượng áp chế trong hỗn độn thiên thế giới có thể khắc chế chủ nhân những thế giới hỗn độn khác khiến cho bọn họ không có lực phản kháng, nhưng mà không có cách nào triệt để áp chế được Thần Linh Thánh Vương đã dung hợp hỗn độn địa thế giới. Hỗn độn thiên thế giới tuy rằng là một trong những thế giới đứng đầu trong 3.000 đại thiên thế giới, thế nhưng chỉ có thể làm ảnh hưởng tới người hỗn độn địa thế giới và hỗn độn nhân thế giới, chỉ có thể làm ảnh hưởng mà không thể áp chế. Rầm rầm rầm. Trên trời xanh, từng đạo công kích của bốn đạo thân ảnh hung hăng va chạm vào nhau, mỗi một cái giơ tay nhấc chân của bốn đạo thân ảnh đều mang theo năng lượng thiên uy. Thiên uy cuồn cuộn, tiếng sấm minh liên tiếp vang vọng trên không trung giống như một chuỗi phản ứng dây chuyền vậy. Năng lượng mạnh mẽ phía trên trời xanh chấn động giống như là hồng thủy rít gào, phô thiên cái địa tràn ngập lan tràn ra, khiến cho cả không gian nhanh chóng run rẩy. Trong lúc bất chi bất giác, bốn người kịch chiến đã càng ngày lên càng cao, dường như ai cũng không muốn làm ảnh hưởng, phá hủy linh vũ thế giới. Vô số chủ nhân thế giới hỗn độn trên bầu trời cùng vô số cường giả ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn qua bốn đạo thân ảnh đang bộc phát ra thực lực khủng bố trên bầu trời. Tất cả đều không khỏi âm thầm sợ hãi, kinh ngạc, thán phục, đồng thời trong mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Trận hạo kiếp này nhìn như Thần Linh Thánh Vương đã mất đại thế, nhưng không ai mà không biết rõ, chỉ cần Thần Linh Thánh Vương còn, trận hạo kiếp này sẽ không bị dẹp loạn. Phanh! Âm thanh trầm thấp bạo liệt từ trong trời xanh vang lên, bất tử bất diệt thiên thần thể của Lục Lâm Thiên cùng với thần linh chân thân của Thần Linh Thánh Vương ngạnh kháng chống lại một chiêu, hai đạo thân ảnh khổng lồ đều tự đẩy lui đối phương lại. Sau đó bản thân cũng lùi về phía sau hai bước. Nhưng lúc này không ngờ Lục Lâm Thiên lại chiếm một ít ưu thế, chuyện này khiến cho trong mắt Thần Linh Thánh Vương âm thầm hiện lên vẻ kinh ngạc. Lục Lâm Thiên ổn định thân hình, bất tử bất diệt thiên thần thể vung tay lên, chín bản đồ cổ trên cánh tay trái xoay tròn, cuối cùng hòa thành một cái đại tháp khổng lồ 9 tầng, tựa như một đầu hung thú ngập trời đang mở ra cái miệng dữ tợn của mình, có thể thôn phệ tất cả. Các loại khí tức diệt tuyệt, bạo lệ, vô diệt, vô sinh, đại từ đại bi, tuyệt linh tuyệt địa, tuyệt thiên vây quanh đại tháp khổng lồ 9 tầng, giống như một cái vòi rồng xoay tròn không ngớt, khiến cho người ta sởn hết gai ốc, không rét mà run. Trên cánh tay trái của Lục Lâm Thiên có 5 cô áo nghĩa đồng thời cuồn cuộn, quang mang trắng đen hiện lên trên không trung. Ngũ thần quyết ở trong lòng bàn tay ngưng tụ thành công, hư ảnh bốn thú thanh long, bạch hổ, chu tước,
Huyền Vũ không ngừng di chuyển trong đồ án âm dương. Đi! Hai đạo công kích nhanh chóng được đánh ra, đại tháp 9 tầng thôn phệ thần linh thánh vương, ngũ thần quyết đón gió mà bành trướng. Âm thanh long ngâm, hổ gầm, phượng hót, rùa minh vang vọng. Những nơi nó đi qua, thiên địa run rẩy, tất cả hóa thành hư vô. Dưới hai cỗ năng lượng hủy diệt này, vô số người cảm thấy tâm thần rung động kịch liệt, linh hồn bỡ ngỡ. Ánh mắt thần linh thánh vương trầm xuống, quang mang thần thánh phô thiên cái địa lan tràn, giống như một cái vòi rồng xoay tròn, che khuất bầu trời, nhanh chóng ngăn cản hư ảnh bốn thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, nhanh chóng thôn phệ, bao phủ đại tháp 9 tầng kia. Năng lượng va chạm, khí tức ngập trời trong tích tắc triệt để phóng ra, âm thanh bạo liệt liên miên trong nháy mắt vang vọng trên không trung. Rầm rầm rầm, năng lượng khủng bố từ trên cao phô thiên cái địa tuôn ra, cả phiến không gian lớn nứt vỡ, giống như là kíp nổ vậy, âm thanh bạo liệt kinh người liên tiếp vang lên không dứt bên tai. Cả không trung trên trời xanh liên tục vang lên tiếng nổ tung, động sâu đen kịt trong không gian hiển hiện ra, lộ ra màu đen kịt khiến cho trong lòng người ta run sợ. Năng lượng rung động giống như biển động bỗng nhiên nổi lên trong không trung, giống như quang mang lan tràn ra bốn phía. Xoẹt! Luân hồi chi thân của thần linh thánh vương lảo đảo lui lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ chấn động và kinh ngạc, cây Eota ép sợ, bởi vì đạo công kích bằng năng lượng kia không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Trên không trung, đế phách thiên và thần linh thánh vương lại một lần nữa ngạnh kháng, lực lượng ngập trời khủng bố khuếch tán, tạo thành từng vòng rung động đen kịt lan tràn, khiến cho trên không trung xuất hiện một cái động sâu đen kịt, tựa như một cái lỗ đen vũ trụ thôn phệ vạn vật vào bên trong vậy. Trên trời xanh xa xa, thiên băng địa liệt, hủy diệt vạn vật, hủy diệt chúng sinh, tất cả đều giống như tận thế, làm cho người ta run rẩy như cầy sấy. Thân ảnh thần linh thánh vương và đế phách thiên đồng thời lui lại, dường như cả hai người này tám lạng nửa cân, cũng không có ai chiếm được ưu thế rõ ràng nào. Hào đạo thân ảnh thần linh thánh vương đứng sừng sững, mắt nhìn Lục Lâm Thiên và đế phách thiên, bỗng nhiên từng đạo thủ ấn huyền ảo được kết, cười lạnh nói. Nếu như là lúc trước, ngày hôm nay ta quả thực không có cách nào làm gì được sư đồ các ngươi, thế nhưng xưa đâu bằng nay, ta không chơi với các ngươi nữa. Hai đạo thân ảnh dung hợp vào làm một thể, hai đạo thân ảnh dung hợp, thân ảnh thần linh chân thân lần nữa tăng vọt hơn không ít, thân ảnh cực lớn hiển hiện, khí tức thần thành quỷ dị bao trùm trời xanh, quang mang chói mắt. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai đạo thân ảnh thần linh thánh vương dung hợp, thần linh chân thân bành trướng, giống như hiện thân của Diêm La trong cửu u địa ngục, lại giống như Phật tổ trên 9 tầng trời hàng lâm, mà khí tức trên người thần linh thánh vương so với vừa rồi còn cường hãn, kinh khủng hơn nhiều. Hiện tại các ngươi không còn là đối thủ của ta nữa. Thần linh chân thân cực lớn của thần linh thánh vương bước đi, phóng tới phía đế phách thiên là Lục Lâm Thiên, không gian theo bộ pháp của hắn cũng dần dần vặn vẹo, năng lượng thiên địa chung quanh tự dưng chấn động. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được khí tức trên người thần linh thánh vương kia so với vừa rồi đã tăng lên nhiều, còn kinh khủng, cường hãn hơn rất nhiều. Lục Lâm Thiên, đế phách thiên, hai sư đồ nhìn nhau, sau đó thân ảnh xẹt qua không gian, hai người nhanh chóng kết thủ ấn giống như đúc, uy thế bá đạo tới cực điểm lan tràn ra, khí tức hủy diệt vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra, giống như muốn hủy diệt ngàn vạn sinh linh. Bát hoang thiên địa quyết, nhị quyết nghịch thiên thế, nhất chỉ hủy thiên địa. Hai sư đồ hét lớn một tiếng, khiến cho cả không gian rung chuyển vặn vẹo, hai đạo chảo ấn phá không đánh ra. Hư không chung quanh chảo ấn nứt vỡ, khiến cho vạn vật bị diệt sát, khiến cho trong lòng người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Sinh cơ tự động bị cắn nuốt, hủy diệt tất cả sinh cơ, xuyên qua không gian phóng thẳng về phía thần linh thánh vương. Ta nói rồi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Thần linh thánh vương bước ra một bước, sau đó cả không gian run rẩy, hai tay hắn run lên, một đạo năng lượng thánh quy nát đột nhiên bắn về phía chân trời. Những nơi nó đi qua, gợn sóng trong không gian chấn động không ngừng. Rầm rầm, không gian lập tức sụp đổ, gợn sóng trong không gian bị nghiền nát, một cái khe nứt màu đen khiến cho trong lòng người ta rung động hiển hiện. Khe nứt này nhanh chóng thôn phệ hai đạo chỉ ấn mang theo khí tức hủy diệt của Lục Lâm Thiên và Đế Phách Thiên. Xoẹt, chỉ ấn bị cắn nuốt cũng khiến cho khe nứt đen kịt kia gần như muốn tiêu tán, nhưng lực lượng còn thừa cũng bắn tới trước người Đế Phách Thiên và Lục Lâm Thiên. Sắc mặt hai người Đế Phách Thiên khẽ biến, nhanh chóng đánh ra một đạo năng lượng ngăn cản dư lực còn thừa. Trong chốc lát, năng lượng va chạm vào với nhau,
thế nhưng cũng không có tạo thành âm thanh bạo liệt kinh người. Cả hai giằng co, không gian chung quanh cơ hồ không có một chút rung động, chấn động nào. Ầm ầm, hai cái khe nứt đen kịt trong không gian nổ tung, âm thanh bạo liệt kinh người giống như tiếng sấm rền vang vọng giống như tiếng nổ liên hoàn, khiến cho lỗ tai của mọi người trên không trung cảm thấy ông ông, trong đầu có cảm giác giống như vừa mới va chạm. Nơi năng lượng va chạm với nhau, quang mang chói mắt bắn ra, năng lượng chấn động giống như thực chất điên cuồng khuếch tán, không gian chung quanh dưới năng lượng đáng sợ va chạm như vậy lập tức vặn vẹo, nứt vỡ. Xoẹt! Hai người Lục Lâm Thiên và Đế Phách Thiên dưới năng lượng tán loạn bực này lập tức lảo đảo lui lại, bị đẩy lui, đỡ Upsilon.NG nát một mảng trời xanh. Tại sao lại mạnh như vậy? Khi thân hình hai người Đế Phách Thiên, Lục Lâm Thiên ổn định lại, trong mắt đều hiện lên vẻ rung động, hai người không ngờ thực lực của thần linh Thánh Vương lại cường hãn lên nhiều như vậy. Ha 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 ha! Thần linh Thánh Vương cười to, nhìn thấy Lục Lâm Thiên và Đế Phách Thiên bị đẩy lui, hắn nói. Coi như là ở trong hỗn độn thiên thế giới, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Thật sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua thần linh Thánh Vương, ánh mắt trầm xuống, sau đó bàn chân bước về phía trước một bước, mắt nhìn về chỗ sâu trong hư không, nói. Đao thúc, người chuẩn bị tốt chưa? Rầm rầm. Lục Lâm Thiên nói xong, đột nhiên cả thiên địa run lên, sau đó phía trên trời xanh có quang mang màu vàng phô thiên cái địa thẩm thấu ra. Một đạo vết nứt không gian lan tràn, sát khí ngập trời tràn ngập trời xanh. Ông! Cùng lúc, trong vết nứt không gian vang lên một tiếng nổ mạnh giống như tiếng sấm vang vọng, kim quang bỗng nhiên hàng lâm khiến cho cả không gian bỗng nhiên tràn ngập kim quang vạn trượng, xen lẫn sát khí ngập trời phô thiên cái địa khuếch tán. Nhìn qua quang mang vạn trượng, tràn ngập sát khí ngập trời kia, cơ hồ tất cả chủ nhân của các thế giới hỗn độn lập tức biến sắc. Mà ngay cả hai người Đế Phách Thiên và Thần Linh Thánh Vương cũng lặng lẽ rung động. Đao thúc, đã lâu không gặp. Lục Lâm Thiên nhìn vào đám quang mang màu vàng vạn trượng trên trời cao rồi khẽ phất tay một cái, tay nắm lại, lập tức có một thanh tiểu đao màu vàng nương theo quang mang vạn trượng thu liễm rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên. Kim đao hiển hiện, kim quang phóng lên trời cao. Chẳng biết tại sao, vô số người trên không trung kinh hãi. Đối đao mang màu vàng do thanh đại đao màu vàng kia lan tràn ra khiến cho chúng sinh căn bản không có cách nào phản kháng. Khí tức khiến cho tim đập nhanh tràn ngập, linh hồn rung động không ngừng. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, trước mặt khí tức kinh khủng trên đao mang màu vàng kia, ngay cả bán hư vô chi cảnh cũng giống như là con sâu cái kiến. Khai Thiên Chí Tôn. Đám chủ nhân thế giới hỗn độn nhìn qua đại đao màu vàng kia, ánh mắt run rẩy. Chủ nhân của thế giới hỗn độn không phải là cường giả vô danh, cho nên cả đám đều kinh ngạc lên tiếng. Khai Thiên Chí Tôn Đao. Lão Tổ, Khai Thiên Chí Tôn Đao có lai lịch gì vậy? Thân ảnh Tiểu Long thối lui tới bên người chủ nhân của thế giới hỗn độn là thần thú thế giới, mắt nhìn đại đao màu vàng kia lập tức hỏi người này, thanh đại đao màu vàng ở bên người lão đại vô cùng lâu, cho nên sau này hắn cũng biết rõ một ít. Chủ nhân thế giới hỗn độn là thần thú thế giới khẽ run lên. Ánh mắt thu hồi từ trên đại đao màu vàng, sau đó nói với Tiểu Long. Đến hư vô chi cảnh, linh khí đã không có tác dụng lớn, trừ phi là hỗn độn thánh khí, nhưng mà hỗn độn thánh khí coi như là thời điểm viễn cổ cũng chỉ tổng cộng có mười mấy món. Lúc trước trong lần hạo kiếp kia, Khai Thiên Chí Tôn cũng đã hủy diệt tuyệt đại bộ phận, những thứ còn lại đoán chừng cũng bị hao tổn quá lớn. Mà Khai Thiên Chí Tôn đao này lúc trước chính là hỗn độn thánh khí trong tay Thiên Thánh Đông Hoàng Thái Huyền. Ban đầu chính là một đạo quang nghịch thiên khí trong thiên địa khi trước. So với bản thể của chủ nhân thế giới hỗn độn cũng không kém chút nào. Về sau lại bị luyện hóa rèn thành một thanh Khai Thiên Chí Tôn đao này, đây cũng cơ hồ là chí tôn của tất cả linh khí, đứng đầu hỗn độn thánh khí, cũng được gọi là chí tôn. Hóa ra lại mạnh như vậy, hỗn độn thánh khí a. Sau khi chủ nhân của thần thú thế giới nói xong, Tiểu Long không khỏi chép miệng, tặc lưỡi nói. Đao thúc. Giúp ta một tay a. Lục Lâm Thiên nói xong, bất tử bất diệt thần thể lần nữa xẹt qua không gian, cùng lúc, đại đao màu vàng trong tay bổ ra một đao, giống như muốn đem trời xanh chém nát, sát khí ngập trời cùng với năng lượng khủng bố trong nháy mắt giống như một cơn lốc che đậy thiên địa khuếch tán ra. Một đạo đao mang dùng tốc độ vô cùng quỷ dị lập tức đánh tới trước người thần linh thánh tôn, dường như muốn dùng một đao chém thần linh thánh tôn làm hai khúc. Khai Thiên Chí Tôn đao sao? Ánh mắt giống như tràn ngập thần quang của thần linh thánh tôn nhảy lên, cánh tay vung lên, một đạo thủ ấn trong không gian giống như từ trong vũ trụ đánh xuống,
sau đó nặng nề va chạm với đao mang, muốn bóp nát đao mang thành mảnh vỡ. Siêu siêu. Mà khi thủ ấn trong không gian đá xuống, trong đao mang màu vàng tràn ngập sát khí ngập trời đột nhiên kim quang vạn trượng, khí thế mênh mông lần nữa kéo lên, giống như là sóng xung kích, hung hăng bổ về phía thủ ấn trong không gian. Kim quang vạn trượng đánh tới trước người thần linh thánh vương. Xoạt xoạt. Dưới kim quang vạn trượng, thần linh chân thân khổng lồ của thần linh thánh vương trong chớp mắt này run lên, lùi về phía sau hai bước. Sau khi ánh mắt biến đổi, thân hình ổn định lại lần nữa mỉm cười, nói. Không hổ là khai thiên chí tôn đao. Thần linh thánh vương, chịu chết đi. Bất tử bất diệt thiên thần thể của Lục Lâm Thiên xẹt qua không gian, đại đao màu vàng trong tay lần nữa được thúc dục ra, trong kim quang vạn trượng, sát khí vẫn còn giống như lũ quét đột nhiên bộc phát. Đao mang màu vàng phô thiên cái địa bắn ra, mỗi một đạo đao mang đều cắt vỡ ra từng vết nứt không gian, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn, nơi nó đi qua, cả không gian cực lớn đột nhiên rung động, tất cả hóa thành tro tàn. Đây là uy năng của hỗn độn thánh khí sao? Trong sát na này, cơ hồ tất cả cường giả đều chính thức cảm nhận được sự khủng bố của nó, ngay cả Tiểu Long cũng phải rung động không thôi, hỗn độn thánh khí quả nhiên khủng bố vô cùng. Đao mang cắt vỡ không gian, trong nháy mắt thần linh thánh vương đã bị đao mang phô thiên cái địa bao phủ, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được bên trong đao mang màu vàng này ẩn chứa năng lượng công kích vô cùng khủng bố và sắc bén, phảng phất như có thể phá hủy 9 tầng trời. Ầm ầm, thần linh thánh vương bị đao mang bao phủ, không tới nháy mắt, không gian đều bị phá hủy, quang mang năng lượng chói mắt xuyên qua trời xanh, không gian rốt cuộc không chịu nổi được năng lượng khủng bố này mà một tiếng nổ vang giống như sấm sét vang vọng. Năng lượng mang theo sát khí vô cùng vô tận giống như một cơn lốc từ trong không gian bị nghiền nát khuếch tán ra, cả trời xanh rung chuyển không ngớt. Thật mạnh! Nhìn lực lượng phá hoại đáng sợ trên trời xanh khiến cho trên mặt chủ nhân những thế giới hỗn độn trong không rung rung động không thôi. Mà đối với người hóa hồng cảnh và bán hư vô cảnh khác mà nói, mặc dù cách nhau khá xa, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự khủng bố bên trong. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng ra. Công kích đáng sợ kia nếu như đổi lại là bọn họ mà nói, có bao nhiêu người có thể chống lại được. Sợ rằng một khi bị lan tới gần sẽ thần hồn câu diệt. Dưới đao mang đánh ra, trong hư không trên trời xanh bao la, phàm là nơi tầm mắt đạt tới, không gian giống như núi lửa phun trào, liên tiếp nổ tung. Rầm rầm. Khi tất cả bình thường trở lại, trong không gian bị phá nát, quang mang thần thánh quanh thân thần linh thánh vương đã xuất hiện không ít vết sâu. Thế nhưng cũng những vết sâu trên quang mang thần thánh quanh thân thần linh thánh vương mà thôi. Trên quang mang thần thánh, vết sâu bên trên bề mặt dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người từ từ khôi phục lại, dưới đao mang kinh khủng kia, không ngờ quang mang thần thánh này lại không có bất kỳ tổn thương thực chất hóa nào. Ha ha, quả nhiên không hổ là khai thiên chí tôn đao trong tay Đông Hoàng Thái Huyền, không cần phải lãng phí thời gian nữa. Nếu như là lúc trước ta còn có chút cố kỵ, thế nhưng hiện tại lại không đủ a. Thần linh thánh vương nói xong, trong lòng bàn tay cực lớn có một tòa tiểu tháp hiển hiện, nhanh chóng bành trướng, hóa thành một đại điện cực lớn, giống như là Phật điện. Bên trên lan tràn ra khí tức giống y khí tức trên người thần linh thánh vương. Ầm ầm, đại điện linh khí này xuất hiện, cửu thiên rung chuyển, trong lúc mơ hồ có Phật ảnh, thần quang lan tràn, còn có tiếng long ngâm rít gào, chấn động nhân tâm. Đây là đám chủ nhân thế giới hỗn độn nhìn qua đại điện linh khí. Uy năng của đại điện kia không ngờ lại không dưới khai thiên chí tôn, mà bên trong đại điện linh khí kia dường như còn có không ít khí tức khiến cho bọn họ cảm thấy được có chút quen thuộc. Trong Bất Chu Sơn, ta thu thập 10 kiện hỗn độn thánh khí hỏng, những năm gần đây ta đã luyện chế thành công hám thiên điện này, để xem thứ nào mạnh hơn. Ta cũng đang tò mò về vấn đề này a. Thần linh thánh vương cười lạnh một tiếng rồi phất tay một cái, cánh tay khẽ phất. Hám thiên điện khổng lồ trong tay giống như thiên long gầm lên một tiếng vang vọng trời cao, trấn áp Lục Lâm Thiên. Đao thúc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, uy thế của hám thiên điện này quá mức khủng bố, đại đao màu vàng trong tay hắn rời khỏi tay, sau đó đao mang bắn lên trên trời cao, ngăn cản hám thiên điện khổng lồ kia. Ầm ầm. Giờ phút này, khai thiên chí tôn đao cùng với hám thiên điện va chạm vào nhau, đao mang bắn ra, đại điện đè nặng xuống. Hư không trong trời xanh liên tiếp bị chấn vỡ, giống như là diệt thế. Cảnh tượng rung động như vậy chấn động nhân tâm, khiến cho ánh mắt mọi người hãi hùng cây ếp yêu ta ếp phía. Ha ha,
xem ra hám thiên điện do ta luyện chế cũng không dưới khai thiên chí tôn đao. Thần linh thánh vương thu hồi ánh mắt đang nhìn vào hám thiên điện, lại nhìn lục lâm thiên và đế phách thiên, nói. Hiện tại tới các ngươi, cũng nên sớm giải quyết tất cả mọi việc rồi. Khi âm thanh vừa dứt, thần linh thánh vương lao thẳng về phía lục lâm thiên và đế phách thiên, năng lượng minh mông cuồn cuộn lan tràn tạo thành từng vòng rung động đen kịt, quang mang thần thánh xuyên suốt. Năng lượng quanh thân lục lâm thiên và đế phách thiên nhộn nhạo, lập tức ngăn cản vòng xoáy bằng năng lượng đen kịt. Phanh phanh! Trong vòng xoáy bằng năng lượng, đột nhiên có hai đạo quyền ấn đánh ra, ầm ầm đánh tới trước người lục lâm thiên và đế phách thiên. Nhất quyền chấn bát hoang! Hai đạo quyền ấn đồng thời tuôn ra, va chạm, nơi bốn đạo quyền ấn va chạm lập tức hiện lên cái động sâu trong không gian. Cái động sâu này giống như là lỗ đen của vũ trụ, lập tức thôn phệ vạn vật, thu tất cả năng lượng tán loạn vào bên trong, hư không chung quanh thiên băng địa liệt, hủy diệt chúng sinh, tất cả giống như tận thế. Xoạt xoạt, lục lâm thiên và đế phách thiên liên tiếp bị đẩy lui, khí tức nhộn nhạo, thân hình đấu upsilon.ng nát cả phiến không gian lớn. Hai người liên thủ lại thế nhưng không ngờ lại không chống lại được thần linh thánh vương. Đế phách thiên, dưới luân hồi, ta rốt cuộc cũng chạm vào cánh cửa của tử mông cảnh, đây là cấp độ mà ngươi và Đông Hoàng Thái Huyền cũng chưa từng đạt tới, ngươi không bao giờ còn là đối thủ của ta nữa. Khí thế trên người thần linh thánh vương lần nữa tăng vọt, cánh tay cực lớn run lên, quanh thân lập tức có quy nát mang thần thánh cuồn cuộn dùng tốc độ khủng bố tạo thành một biển thần quang quanh thân. Khi vừa mới dứt lời, biển thần quang này đã thành hình, năng lượng khủng bố chấn động, trên hư không thần quang rực rỡ, một đạo quyền ấn ầm ầm cách không đánh vào thân hình còn chưa ổn định của đế phách thiên. Phụt! Thân hình đế phách thiên run lên, thân hình bị thần quang kia bao phủ, không ngờ lại bị vướng víu hơn không ít, trong lúc nguy cấp ngưng tụ ra một đạo chỉ ấn, thế nhưng lại nhanh chóng bị quyền ấn đánh nát. Sau đó quyền ấn đập vào trên ngực, thân hình bỗng nhiên bị đẩy lui, khóe miệng có máu tươi đỏ thẫm tràn ra. Phanh! Thần quang lan tràn, lập tức đánh vào trên bất tử bất diệt thiên thần thể của lục lâm thiên, sau đó một đạo quyền ấn bằng thần quang ầm ầm đánh vào ngực lục lâm thiên. Bất tử bất diệt thiên thần thể bị đẩy lui, trong miệng lục lâm thiên cũng bắt đầu có máu tươi tràn ra. Ánh mắt lục lâm thiên rung động, uy thế trên người thần linh thánh vương kia giống như đã vượt quá hư vô đến một loại cảnh giới khác. Giống như là chênh lệch giữa thánh hồng chi cảnh và bán hư vô chi cảnh vậy, không có cách nào vượt qua. Thậm chí ngay cả ở trong hỗn độn thiên thế giới của hắn cũng không có cách nào làm ảnh hưởng tới thần linh thánh vương. Tiểu tử, hỗn độn thiên thế giới tuy rằng là đứng đầu trong 3.000 hỗn độn thế giới, ở trong hỗn độn thiên thế giới của ngươi, ngươi có thể áp chế cơ hồ tất cả chủ nhân các thế giới hỗn độn khác, thế nhưng lại không thể nào áp chế được người hỗn độn đía thế giới và hỗn độn nhân thế giới. Cho nên ở trong hỗn độn thiên thế giới của ngươi, ta có thể diệt ngươi. Lúc trước ta không có cách nào đấu với Đông Hoàng Thái Huyền trong hỗn độn thiên thế giới đề gió là bởi vì Đông Hoàng Thái Huyền tương dung với thiên đạo, mà ngươi lại không được thiên đạo thừa nhận, không có cách nào có được lực lượng thiên đạo. Dứt lời, thần linh thánh vương lại lần nữa xuyên thủng không gian đánh tới trước người lục lâm thiên, một đạo trưởng ấn đánh ra, nhưng lại mang theo thần quang vô tận lan tràn, thần quang nhanh chóng phủ lên trên trời xanh, cuối cùng dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai rơi vào trên ngực lục lâm thiên. Phanh! Thân hình lục lâm thiên lần nữa bị đánh bay, dưới loại áp chế của cảnh giới, thần quang nhập vào trong cơ thể, giống như có thể ăn mòn tất cả cho tới khi phá hủy thân hình, mau tươi trong cổ không nhịn được mà dâng lên. Lâm thiên, cẩn thận! Đế phách thiên muốn ngăn cản, thế nhưng vẫn chậm một chút. Một đạo năng lượng giống như sấm sét đánh ra, năng lượng cường hãn mang theo khí tức mạnh mẽ nhanh chóng bao phủ không gian đang rung chuyển, chấn động vào bên trong. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều bài sơn hải đảo, phá hủy trời xanh. Đế phách thiên, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt thần linh thánh vương khẽ đảo, đột nhiên đánh ra một đạo quyền ấn, thần quang bắt đầu khởi động, quyền ấn rời khỏi tay, năng lượng minh mông điên cuồng khuếch tán, không gian trước quyền ấn mạnh mẽ bị xé nát. Phanh! Năng lượng cường hãn va chạm, âm thanh vang vọng phía trên trời cao. Trời xanh bị xé rách tạo thành một vết nứt không gian cực lớn. Năng lượng rung động mạnh mẽ giống như pháo hoa bắn tứ tung, bên dưới thanh thế minh mông cuồn cuộn là lực lượng hủy diệt chúng sinh lan tràn, khuếch tán ra cả trời xanh. Xoạt xoạt, thân hình đế phách thiên lần nữa lảo đảo lui lại, ngôi sao bằng năng lượng dưới chân bị chấn vỡ, co dù là đế phách thiên lúc này cũng không có cách nào ngăn cản thần linh thánh vương. Oanh,
Linh vũ thế giới đột nhiên run lên, năng lượng thiên địa chấn động mãnh liệt, trên không trung, bất tử bất diệt thiên thần thể xẹt qua trời cao, thân ảnh khổng lồ tương liên cùng với thiên địa. Linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện. Đồng thời thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên kết xuất, từng chữ trong cửu tự chân ngôn từ trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên, chín đạo thủ ấn được ngưng kết. Khi âm thanh vừa dứt, trong lòng bàn tay có một đạo quang mang chữ vạn hiển hiện. Ầm ầm, quang mang chữ vạn hiển hiện, tiếng sấm vang vọng, thiên uy bỗng nhiên hàng lâm, khí tức man hoang, cổ xưa tràn ngập, thiên uy mênh mông thẩm thấu vào trong hư không. Trong linh vũ thế giới, hàng tỷ sinh linh phủ phục, cả thiên địa đều run rẩy. Trong linh vũ thế giới, núi sông run rẩy, mặt đất nổ vang, thủy triều dâng cao, dị tượng xuất hiện trong thiên địa. Tuy rằng đã đột phá tới hư vô cảnh, chỉ tiếc ngươi so với ta còn yếu hơn quá nhiều. Thứ hai, ngươi lại không có thiên đạo gia trì, so với Đông Hoàng Thái Huyền lúc trước còn kém quá xa. Lực lượng thế giới tuy rằng khủng bố, nhưng mà đối phó với chủ nhân thế giới hỗn độn còn được, không biết tự lượng sức mình. Thần Linh Thánh Vương cười nhạt, ánh mắt hắn cũng có chút ngưng trọng, trong lời nói tuy rằng nhẹ nhõm, thế nhưng trong nháy mắt lại liên tiếp ngưng kết thủ ấn, khi một đạo thủ ấn cuối cùng được kết. Thần linh chân thân khổng lồ của Thần Linh Thánh Vương lập tức tràn ngập thần quang rực rỡ. Từng đạo khí tức quỷ dị từ trong cơ thể khuếch tán ra, giống như là khí tức tới từ cửu u địa ngục, lại giống như thần linh trên 9 tầng trời tới thế gian, thần quang Phật ảnh, quỷ dị mà huyền ảo. Bỗng nhiên, trong đôi mắt lớn trên thần linh chân thân hiện lên vẻ kỳ ảo, lấy thần linh chân thân làm trung tâm, trong không gian thiên địa đột nhiên xuất hiện 9 đạo quang trụ chói mắt, 9 đạo quang trụ chói mắt phóng lên trời. Giống như là mặt trời quay chung quanh ở một chỗ. Trong chớp mắt này, cả 9 tầng trời trên trời xanh giống như cũng bị rung chuyển, tiếng sấm vang vọng không ngừng. Uy áp mênh mông thẩm thấu vào trong phiến thiên địa này. Đám chủ nhân thế giới hỗn độn nhìn về phía trên trời xanh, ánh mắt theo đó mà rung động. Thần linh thánh quang của Thần Linh Thánh Vương chính là át chủ bài mạnh nhất khi trước của Thần Linh Thánh Vương. Dựa vào thần linh thánh quang này, thần linh thánh vương lúc trước mới có thể đoạt được hỗn độn địa thế giới trong tay vô số đại năng. Có thể nói thần linh thánh quang chính là một con át chủ bài mạnh mẽ trong tay thần linh thánh vương. Thần linh thánh quang, phán quyết thiên địa. Tiếng quát trầm thấp từ trong miệng thần linh thánh vương vang lên, 9 đạo quang trụ giống như mặt trời hội tụ tạo thành một thanh trường thương bằng năng lượng giống như thực chất, bí văn quanh quẩn, tiếng sấm minh vang vọng. Giống như đem uy áp và năng lượng ngập trời đều hội tụ vào trong thanh trường thương kia. Oanh! Bên trong thanh trường thương bằng năng lượng kia trong lúc mơ hồ có uy áp lan tràn ra, khiến cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng, chỉ cần nhìn một cái cũng giống như khiến cho linh hồn bị hủy diệt vậy. Bất tử bất diệt thiên thần thể xẹt qua trời cao, thiên uy cái thế, thân hình khổng lồ khẽ phất tay, quang mang chữ vạn xoay tròn, giống như một cái bánh xe diệt thế, ầm ầm phóng về phía thần linh thánh vương. Ngao! Cánh tay lớn của thần linh thánh vương run lên, thanh trường thương bằng năng lượng khổng lồ giống như xuyên thủng trời xanh, xuyên thủng cái vũ trụ này, giống như cự long bay lên trời, cả không gian vặn vẹo, lực lượng hủy diệt kinh người giống như phán quyết thiên địa, muốn phá hủy vạn vật trong thế gian, thiên địa này. Oanh! Thanh trường thương bằng năng lượng va chạm với quang mang chữ vạn, năng lượng đáng sợ giống như tia sáng chói mắt điên cuồng bắn ra bốn phía, giống như có thể ăn mòn vạn vật. Một mảng lớn trời xanh nứt vỡ từng khúc, hai cỗ năng lượng dây dưa, phóng ra quang mang chói mắt vô cùng vô tận. Bên trong quang mang năng lượng chói mắt kia ẩn chứa năng lượng hủy diệt cùng với uy áp khiến cho trong lòng mọi người cảm thấy có một tảng đá lớn đè nặng, linh hồn rung động, từ tận sâu trong đáy lòng cảm thấy sởn gai ốc, tim như ngừng đập, cả phiến không trung trên trời xanh lúc này như cứng lại. Trên không trung kia lúc này chỉ có hai đạo thân ảnh khổng lồ giống như ngọn núi đứng sừng sững trên trời cao. Giống như hai thiên thần, mà ngay cả đế phách thiên lúc này cũng phải lùi về phía sau một ít, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Rầm rầm rầm. Sau khi không trung cứng lại, thanh trường thương bằng năng lượng cùng với quang mang chữ vạn đồng thời tán loạn, khí tức hủy diệt cuồn cuộn phóng thích ra, cả phiến không gian giống như núi lửa phun trào đồng thời nổ tung. Hư không liên tiếp bị vỡ nát khiến cho ánh mắt mọi người kinh hãi, cây ết yêu ta ép phía. Trong giây lát ngắn ngủi, cả trời xanh gần như bị hủy diệt, ở chỗ sâu trong trời xanh chỉ ngẩng đầu là có thể thấy vô số ngôi sao xoay tròn. Phụt! Trong cái miệng rộng của Lục Lâm Thiên có máu tươi phun ra, thân hình bất tử bất diệt thiên thần thể ầm ầm lui lại, cả linh vũ thế giới trong nháy mắt này năng lượng thiên địa giảm mạnh tới tình trạng nghiêm trọng,
thậm chí còn khiến cho cả linh vũ thế giới bắt đầu ảm đạm. Chủ nhân thế giới hỗn độn có thể mượn lực lượng thế giới, thế nhưng cũng không phải là không phải trả một cái giá lớn. Mượn lực lượng thế giới, nói đơn giản chính là mượn tất cả năng lượng thiên địa trong đại thế giới, tất nhiên năng lượng đại thế giới sẽ bị giảm mạnh, mãi lâu sau mới có thể khôi phục, thậm chí còn có một ít di chứng, bằng không mà nói, chủ nhân hỗn độn thế giới có thể không ngừng mượn lực lượng thế giới. Xoạt xoạt, thân hình thần linh thánh vương bị đẩy lui, khóe miệng có máu tươi tràn ra, quanh thần linh chân thân khổng lồ, quang mang thần thánh đã phai nhạt đi không ít. Lực lượng thế giới do Lục Lâm Thiên thúc dục ra kỳ thực so với tu vi cấp độ đã mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần, tăng thêm hiện tại lại ở trong hỗn độn thiên thế giới, uy năng càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy ngay cả thần linh thánh vương đã chạm chân và tử mông cảnh cũng bị thương. Nhưng mà cũng chỉ khiến cho thần linh thánh vương bị thương một ít mà thôi, dường như cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng. Ngược lại người bị trọng thương lại là Lục Lâm Thiên, mượn lực lượng thế giới cũng có nghĩa là hắn đã bất lực. Tăng thêm trên người lại có thương thế, sợ rằng đã không có lực tái chiến nữa. Tại sao lại mạnh như vậy? Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, thúc giục lực lượng thế giới mà cũng không thể áp chế được thần linh thánh vương, huống chi là muốn gợi yêu ta ết chết thần linh thánh vương. Ngay cả hắn và sư phụ liên thủ cũng không được, hiện tại muốn đánh chết thần linh thánh vương mà nói không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường, viển vông. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên uể oải, hai mắt như dại ra. Tại sao hắn dùng lực lượng thế giới mà cũng không thể làm gì được thần linh thánh vương, sau khi thần linh thánh vương đạp chân tới hư vô cảnh, thực lực không ngờ lại đáng sợ như vậy. Nếu như có thể đạt tới tử mông, vậy thì... Bỗng nhiên đôi mắt to lớn trên người Lục Lâm Thiên sáng ngời, thần linh thánh vương một chân chạm vào tử mông cảnh đã mạnh mẽ như vậy, nếu như hắn có thể chính thức đặt chân tới tử mông cảnh, khi đó thần linh thánh vương sẽ không phải là đối thủ, muốn đánh chết kẻ này cũng không khó. Dung hợp hỗn độn địa thế giới cũng không phải là bất tử, trước mặt thực lực không có khả năng bất tử chính thức. Nhưng mà ánh mắt Lục Lâm Thiên lại lập tức trầm xuống, muốn đột phá tới tử mông cảnh khó khăn tới bực nào a? Từ xưa tới nay, từ thời viễn cổ cho tới hiện tại, tử mông cảnh vẫn một truyền thuyết, mà ngay cả Đông Hoàng Thái Huyền cùng sư phụ Đế Phách Thiên khi trước, còn có thần linh thánh vương trước mắt này đều không thể đột phá tới tử mông cảnh, muốn từ hư vô cảnh đột phá tới tử mông cảnh mà nói, độ khó không cần phải nói. Tử mông cảnh là tồn tại trong truyền thuyết, vô số chủ nhân thế giới hỗn độn dùng cả đời mình cũng không có cách nào chạm tay tới cảnh giới trong truyền thuyết kia. Thần linh thánh vương có luân hồi chi thân tương trợ, lúc này mới vượt qua Đế Phách Thiên và Đông Hoàng Thái Huyền, mới chạm tới cánh cửa của tử mông cảnh, thế nhưng sợ rằng vẫn còn cách xa tử mông cảnh chính thức vạn dặm. Cái gì gọi là tử mông cảnh đại biểu cho cái gì, từ cổ chí kim tới nay chưa từng có nghe ai nói qua, cũng không có ai đột phá qua. Rốt cuộc thứ gì mới gọi là tử mông cảnh? Lục Lâm Thiên thì thào nói, tuy rằng hư vô cảnh là một cảnh giới đặc biệt, thế nhưng không ai lại bước qua hư vô cảnh tiến vào trong tử mông cảnh trong truyền thuyết cả. Từ khi thiên địa sơ khai cho tới bây giờ chưa từng có ai đạt tới một bước kia, căn bản không có cách nào đột phá tới tử mông cảnh, tương đương với việc không có cách nào làm gì được thần linh thánh vương. Ha ha, xem ra ngươi căn bản không có cách nào làm gì được ta. Ngươi không thể thúc giục được lực lượng thế giới lần thứ hai. Hỗn độn thiên thế giới nhất định là của ta. Thần linh thánh vương nhìn Lục Lâm Thiên, cười lạnh không ngớt. Trong hỗn độn thiên thế giới, ngươi cũng không làm gì được ta. Đôi mắt cực lớn của Lục Lâm Thiên nhảy lên, trong linh vũ thế giới, coi như hắn không địch lại đối thủ, thế nhưng cho dù là ai cũng không làm gì được hắn. Thật sao, chỉ tiếc ta lại có biện pháp, luyện hóa hồn anh của ngươi. Đến lúc đó hỗn độn thiên thế giới cũng bị ta dung hợp. Người khác không làm được một bước này, thế nhưng ta có hỗn độn địa thế giới, ta có thể làm được, vấn đề thời gian mà thôi. Thần linh thánh vương cười lạnh, dứt lời, thần linh chân thân khổng lồ lần nữa phóng tới trước người Lục Lâm Thiên, hàn ý trong mắt bắn ra. Oanh! Sát ý trên người thần linh thánh vương giống như quang mang thần thánh mênh mông không hề giữ lại mà khuếch tán ra, khiến cho không gian quanh thân chấn động. Trong lúc mơ hồ có vết nứt không gian đen kịt hiển hiện, lại nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo thủ ấn trong không gian đánh về phía Lục Lâm Thiên, thủ ấn phá hủy tất cả. Hừ! Lục Lâm Thiên lạnh nhạt quát một tiếng, trong chớp mắt ngắn ngủi, hai con mắt bắt đầu một đen một trắng, tựa như ngày đêm luân chuyển, huyền ảo vô cùng, quang mang năm loại thuộc tính quanh thân nhanh chóng ngưng tụ thành một đồ án âm dương trắng đen quanh quẩn ở quanh thân, tương liên với thiên địa chung quanh. Oanh!
Cùng một thời gian, trong lòng bàn tay của Lục Lâm Thiên có một đạo trưởng ấn xuất hiện, đồ án âm dương ở bên trên giống như mặt trời ban trưa, mang theo năng lượng thiên địa đột nhiên hàng lâm. Trong sát na này, cả phiến thiên địa, trời xanh này lung lay giống như sắp đổ, run rẩy không hiểu, hai loại quang mang một trắng một đen từ trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên phô thiên cái địa tuôn ra, lập tức va chạm vào thủ ấn do Thần Linh Thánh Vương ngưng tụ. Hai đạo trưởng ấn va chạm, quang mang trắng đen âm dương lan tràn, quang mang thần thánh bắn ra bốn phía, uy áp khủng bố khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây trong lúc mơ hồ bị áp chế, mà ngay cả chủ nhân thế giới hỗn độn cũng không phải là ngoại lệ. Phanh phanh. Hai đạo trưởng ấn bằng năng lượng rằng co trong chốc lát rồi lập tức hóa thành năng lượng khủng bố ngập trời nhộn nhạo, toán loạn, cả phiến không gian lặng lẽ không một tiếng động bị phá hủy thành hư vô. Xoạt xoạt. Thân hình Lục Lâm Thiên cũng lập tức bị đẩy lui lại, trong miệng lần nữa có máu tươi phun ra, dưới năng lượng hủy diệt trùng kích như vậy, thân hình bất tử bất diệt của hắn lúc này cũng xuất hiện không ít dấu vết rạn nứt. Ồ! Sau khi thân hình Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, đồng thời trong hai mắt của Thần Linh Thánh Vương hiện lên vẻ nghi hoặc nhìn qua Lục Lâm Thiên. Dường như bởi vì sự xuất hiện của áo nghĩa âm dương khiến cho hắn kinh ngạc. Đây là áo nghĩa kỳ lạ thứ năm mà ngươi lĩnh ngộ sao? Quả nhiên là có chỗ kỳ lạ. Áo nghĩa kỳ lạ thứ năm rất mạnh a. Tuy rằng Lục Lâm Thiên lần nữa bị thương, thế nhưng áo nghĩa âm dương kia lại khiến cho chủ nhân của cơ hồ tất cả thế giới hỗn độn kinh ngạc, rung động. Vừa rồi bên trong áo nghĩa kỳ lạ thứ năm kia ẩn chứa lực lượng áp chế mạnh mẽ ra sao, cơ hồ tất cả chủ nhân của các thế giới hỗn độn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Thân hình Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, bỗng nhiên, bất tử bất diệt thiên thần thể ngây ngốc ở giữa không trung, dường như đột nhiên có chỗ lĩnh ngộ ra vậy. Ngay cả máu tươi không ngừng từ trong khóe miệng trào ra cũng không để ý, đôi mắt trắng đen cực lớn không ngừng đảo, giống như ngày đêm luân chuyển trong đôi mắt, dường như có chút hiểu ra, Lục Lâm Thiên thì thào nói. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật trong trời đất, vạn vật luân hồi đều ở trong thiên địa. Thiên địa ngũ hành, âm dương tương giao, ngũ hành tương dung, vậy thì... Bộ dáng đột nhiên ngây ngốc của Lục Lâm Thiên lúc này khiến cho Thần Linh Thánh Vương ở phía xa nhìn vào, trong đôi mắt cực lớn cũng hiện lên vẻ chấn động, lại lần nữa đánh về phía Lục Lâm Thiên. Hỗn độn âm dương quyết, ngũ quyết chấn thiên thế, nhất ấn mơ hỗn độn. Từng quả cầu bằng năng lượng giống như ngôi sao đánh xuống, âm thanh của đế phách thiên vang vọng, đồng thời thân hình cao ngất tương dung với hư không thiên địa, hỗn độn âm dương quyết quanh thân chấn động, thôn vệ năng lượng thiên địa trong không gian. Mà ngay cả nguyên lực của những chủ nhân thế giới hỗn độn trên không trung dường như cũng bị thôn vệ ra khỏi cơ thể. Cùng lúc đó trên thân hình hắn có uy áp mênh mông cuồn cuộn lan tràn ra, xu thế bá đạo vô cùng phun trào. Oanh! Một đạo thủ ấn cực lớn xuyên thấu qua không gian rồi bành trướng, thủ ấn cực lớn ước chừng hơn vạn trượng mang theo lực lượng bá đạo ngập trời bao phủ bầu trời, giống như che khuất bầu trời, khí tức năng lượng cường hãn khiến cho thiên địa run rẩy. Rầm rầm! Thủ ấn kinh khủng trong nháy mắt khuếch tán, dùng uy thế khủng bố cực đoan phá hủy không gian, trời xanh lúc này giống như mặt biển rộng đang nổi lên sóng to gió lớn. Những nơi nó đi qua không gian bị xé rách tạo thành vết nứt không gian dài, đen kịt. Ngay khi Thần Linh Thánh Vương lần nữa đánh về phía Lục Lâm Thiên, thủ ấn hung hăng đánh về phía Thần Linh Thánh Vương. Quyết thứ 5 sao? Quyết thứ 5 của Bát Hoang Thiên Địa Quyết cũng khiến cho ánh mắt Thần Linh Thánh Vương ngưng trọng. Thế nhưng hắn cũng không có trốn tránh mà dùng một đạo thần quang va chạm với thủ ấn kia. Rầm rầm, năng lượng khủng bố ầm ầm va chạm vào nhau, năng lượng bá đạo cùng với thần quang điên cuồng lan tràn ra bốn phía, khiến cho gợn sóng trong không gian đều bị mạnh mẽ xé nát, vết nứt không gian trong trời xanh bị nứt vỡ thành từng khúc. Năng lượng hủy diệt tràn ngập trời cao, tiếng nổ vang trầm thấp giống như tiếng sấm không ngừng vang vọng tới tận cuối chân trời. Xoạt xoạt. Thúc dục quyết thứ 5 của Bát Hoang Thiên Địa Quyết, thế nhưng Đế Phách Thiên vẫn hung hăng lảo đảo lui về phía sau, máu tươi trong miệng lần nữa phun ra không ít, nhưng mà lúc này Thần Linh Thánh Vương cũng lảo đảo lùi lại mấy bước, lần nữa lại bị không ít ảnh hưởng. Sư phụ, người có thể ngăn cản được một lát không? Đệ tử có chút hiểu ra, cần chút thời gian lĩnh ngộ. Thân hình Đế Phách Thiên bị đẩy lùi về phía sau, đôi mắt cực lớn của Lục Lâm Thiên nhìn về phía Đế Phách Thiên. Đôi mắt trắng đen lúc này nhìn qua lại càng thêm huyền ảo. Đế Phách Thiên chân đạp ngôi sao, nhìn qua Lục Lâm Thiên một chút, ánh mắt chấn động rồi gật đầu nói. Yên tâm lĩnh ngộ đi, vi sư sẽ toàn lực tranh thủ thời gian cho con.
thần linh thánh vương sẽ không có cách nào làm ảnh hưởng tới con. Nhưng thời gian có hạn, con phải tranh thủ. Đệ tử sẽ cố hết sức, trước tiên làm phiền sư phụ vậy. Lục Lâm Thiên nói xong, đôi mắt cực lớn khép hờ, thân hình bất tử bất diệt khổng lồ giống như thiên thạch rơi xuống phía dưới, khí tức khủng bố trên người giống như đột nhiên tiêu tán, không thấy một chút tung tích nào, khiến cho người ta không thể dò xét được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 169.